chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn rất hiển nhiên, tráng hán áo cộc tay màu đen ở trước khi chiến đấu, gọi điện thoại trước cho hạ hầu thiên nguyên, sau đó để lại điện thoại di động ở nơi này. Vừa rồi chiến đấu sinh ra động tính, bao gồm câu thần giả du kia của tráng hán áo cộc tay màu đen, đều bị hạ hầu thiên nguyên nghe được. Nói cách khác, hạ hầu thiên nguyên biết giết chết cấp dưới, cướp đi con tin là một vị thần giả du. Lấy độ hiếm có của thần giả du, lấy thái độ của hắn ở trên vấn đề chỉ sát cung, lấy quan hệ của hắn cùng vương thiên, hạ hầu thiên nguyên phàm là có đầu óc đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là hắn hắn thật là hỏa sư cái này con mẹ nó là hỏa sư hỏa sư có đầu óc như vậy trong lòng trương nguyên thanh chửi ầm lên cúi người nhặt lên điện thoại di động giọng khàn khàn nói alo nguyên thủy thiên tôn có phải cậu hay không trong loa truyền đến giọng nói bình tĩnh của hạ hầu thiên nguyên cậu không cần thiết nhúng tay chuyện này tôi không có ý là địch với cậu cậu giết mấy người kia tôi sẽ không truy cứu chỉ cần cậu để lại cô gái kia lập tức rời khỏi chúng ta xóa bỏ ân oán không tôi còn có thể tặng cậu vài món đạo cụ hoặc là cậu muốn cái gì đều có thể đàm phán đừng cúp điện thoại hạ hầu thiên nguyên đang trên đường chạy tới hắn bây giờ bức thiết muốn kéo dài thời gian ổn định nguyên thủy thiên tôn trương nguyên thanh cười lạnh nói tao không phải nguyên thủy thiên tôn oa nộn điệp sao hắn cúp điện thoại di động tùy tay ném vào trong lửa tiếp theo nhảy lên đạp một cước bật tung cửa phòng đóng chặt trong tiếng vang lớn dầm Trương Nguyên Thanh lao vào phòng ngủ, ánh mắt quét đi như bay. Trong góc bên cửa sổ, một cô gái mặc váy dài màu đen, áo thun màu trắng, dựa lưng vào tường cuộn mình, tóc tai bù xù, cổ tay mắt cá chân quấn băng dính thật dày. Đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn người xa lạ phá cửa mà vào, giống một con chim non kinh hãi quá độ. Không cần sợ, tôi là cảnh sát, tới cứu cô. Trương Nguyên Thanh nói xong, vươn tay đến sau lưng, từ trong hư không lấy ra lưỡi dao khát máu, nhẹ nhàng lướt một cái ở cổ tay mắt cá chân, cắt đứt băng dính. Anh là cảnh sát, cô gái vẻ mặt tiêu tụy, trong mắt giấu giếm u buồn, đôi mắt răng kín tờ máu nhìn hắn, rốt cuộc bắn ra một mảng hào quang. Ngũ quan của cô rất không tệ, có vài phần tương tự với Vương Thiên, thuộc về loại hình vẻ đẹp thanh tú. Có thể là bởi thiếu chút nữa sinh con, dáng người cũng cực kỳ đầy đặn, vòng hai lại rất nhỏ. Không có thời gian nhiều lời, tôi mang cô đi trước, bên ngoài cháy rồi. Trương Nguyên Thanh kéo cô dậy, nói có thể tự đi không? Có, có thể, Vương Thiến lắp bắp nói, hai người một trước một sau chạy ra khỏi phòng, trong không khí tràn ngập mùi khói gây mũi, Vương Thiến bị sạc tới mức ho khan, nhưng không dám dừng bước, theo sát sau cảnh sát trẻ tuổi. chương 221, tự thú 2, tới phòng khách, Trương Nguyên Thanh vừa đi vừa nói chuyện, tốc độ nói cực nhanh, tôi vừa rồi ở cửa biệt thự thấy một chiếc xe màu đen, có phải của bọn họ hay không? Đúng, đúng, tôi chính là bị một chiếc xe màu đen đưa tới. Vương Thiến thấy cái xác bị lửa lan tới trong phòng khách, sắc mặt trắng bệch. Trương Nguyên Thanh lập tức kéo thi thể hỏa sư tới trong sân, mò mẫm một phen trên người bốn thi thể, không quên hỏi. Người bắt cóc cô, có phải chỉ có bốn tên hay không? Khi nói chuyện, hắn đã từ trong túi của người trung niên bụng vệ mò được chìa khóa xe. Vâng, nói, sắc mặt Vương Thiến càng thêm tái nhợt, cô chỉ là người thường, có khi nào từng thấy trường hợp máu chảy thành sông, nào từng thấy nhiều thi thể như vậy bọn họ đều là cảnh sát trẻ tuổi trước mắt này giết trương nguyên thanh vứt chìa khóa cho vương thiến tốc độ nói rất nhanh nói chìa khóa xe cô cầm đi nói xong hắn cúi người nắm lên hai thi thể kẹp ở dưới nách lại bắt lấy mắt cá chân hai thi thể khác kéo ở trên mặt đất dẫn theo vương thiến chạy vội rời khỏi biệt thự vương thiến vừa chạy vừa bất an quay đầu phát hiện cảnh sát trẻ tuổi sau khi vác mấy trăm cây di thế mà lại bước đi như bay mở khóa mở cửa mau trương nguyên thanh kêu lên hắn nhanh chóng nhìn quanh khu biệt thự không nhiều người qua lại bây giờ cũng không phải thời gian đi làm cùng không có người đi ngang qua nơi này về phần có camera bên đường cùng với trong biệt thự phụ cận có ai xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén hay không hắn không quản được nhiều như vậy dù sao quay được là khuôn mặt hạ hầu thiên nguyên vương thiến ấn cái nút mở khóa run rẩy mở ra cửa xe trương nguyên thanh ném bốn thi thể vào ghế sau xe đoạt lấy chìa khóa xe chừng mắt nhìn cô gái đang ngẩn người một cái nói lên xe đi, hắn mở ra cửa xe ghế lái, chui vào. Trương Nguyên Thanh lúc năm lớp 11, đã thi đỗ bằng lái, lúc ấy trường lái xe vì chạy KPI, chiết khâu cho học sinh, cũng hứa hẹn một kỳ nghỉ hè có thể thi đỗ bằng lái. Dì trẻ vừa nghe, cảm thấy là một chuyện tốt, liền bỏ tiền túi đưa cháu trai đi học lái xe. Trương Nguyên Thanh chạy hết bài một lần là thông qua, huấn luyện viên nói luôn là có thiên phú, là hảo thủ lái xe. Nhưng, sau khi thi xong bằng lái, Trương Nguyên Thanh cũng chưa từng động vào xe nữa pind có ý tứ gì nhỉ cái này không giống với xe số sàn nha mông ngồi vững rồi hắn nhìn lướt qua cần số vẻ mặt bỗng nhiên cứng ngắc biết lái xe không biết cô lái đi hai người nhanh chóng đổi vị trí vương thiến khởi động xe hai tay run run cầm vô lăng một chân đạp xuống chân ga xe chạy như bay ở con đường tiểu khu biệt thự trương nguyên thanh sợ bị hạ hầu thiên nguyên chặn ở cửa tiểu khu liên tục thúc giục mười mấy giây sau cổng khu biệt thự xuất hiện ở phía trước Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Đừng dừng lại, Tông Qua, anh thật là cảnh sát sao? Vương Thiến Nức nở hỏi, đừng nói lời thừa, Tông Qua. Hắn tăng thêm giọng điệu lặp lại, Vương Thiến nghiến răng, hạ quyết tâm, đạp hết chân ga. Trong tiếng động cơ ầm ầm, xe hơi màu đen phá tan thanh chắn chỗ cổng, nghênh ngang rời đi. Đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh nói một câu, liền tựa vào trên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần. Kế hoạch ban đầu của hắn là đánh gục bọn cướp, cứu ra Vương Thiến, bản thân ẩn sâu công cùng danh, để hạ hầu Thiên Nguyên đi hoài nghi chỉ sát cung. Nhưng bây giờ thân phận quá nửa đã bại lộ, kế hoạch trước đó đi không thông, phải một lần nữa làm quy hoạch. May mắn mình là có kế hoạch sơ cua. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, lấy ra điện thoại di động gọi vào số Phó Thanh Dương. Tiếng tu tu vang năm lần, điện thoại kết nối, trong loa truyền đến thanh âm hệ cấm dục của Phó Thanh Dương. Chuyện gì? Phó Bách Phu trưởng, tôi đã chấp hành xong trình tự chính nghĩa rồi kết quả thế nào, đã cứu ra nhân vật mục tiêu, trong quá trình, bốn tên bắt cóc dốc hết sức phản kháng, đã bị tôi đánh gục. Tôi bây giờ đang mang theo thi thể cùng con tin, tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, thỉnh cầu chỉ thị. Tốt lắm, Phó Thanh Dương khen ngợi một tiếng, đưa thi thể về, cậu không nên hỏi Linh, để người Thái nhất môn đến, chúng ta cần hai tầng lên án. Tôi bây giờ hạ lệnh, lấy nguy hại xã hội yên ổn làm lý do, bắt hạ hầu thiên nguyên. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại nói. Chỉ là tội danh như vậy, chỉ sợ không có cách nào khiến Hạ Hầu Thiên Nguyên thương cân động cốt nhỉ. Phó Thanh Dương lấy giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt, nói ra lời khiến Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Hầu Thiên Nguyên trừ nguy hại xã hội yên ổn, có lẽ còn có tội thuê kẻ giết người, tội cố ý giết người, tội cố ý gây thương tích, tội cưỡng gian, tội chơi đĩ. Tội tổ chức mại dâm, tôi cần điều tra kỹ một chút. Chương 222, đều hiển thần thông một. Mình vẫn là quá trẻ tuổi, Trương Nguyên Thanh lại nói, vậy Hạ Hầu Tân thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cái này thì phải xem thẩm vấn Hạ Hầu Thiên Nguyên như thế nào. Ý kiến hay, Trương Nguyên Thanh lại nói, vậy Hạ Hầu ra thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu có chừng có mực cho tôi. Vâng, Bách Phu Trưởng, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Một bên khác, ba chiếc xe MPV nhập khẩu chạy như bay đến tiểu khu biệt thự. Xe đỗ ở ngoài biệt thự, Hạ Hầu Thiên Nguyên thấy mười mấy nhân viên quản lý tài sản, hoặc giờ ống nước, hoặc đang cầm bình chữa lửa, đang cứu hỏa. Từng làn khói đặc từ trong cửa sổ mở rộng toát ra. Hạ Hầu Thiên Nguyên sắc mặt xanh mét, ngồi ở trên xe không nói một lời, đi theo vệ sĩ mở cửa xuống xe, tiến vào biệt thự. Rất nhanh, vệ sĩ vội vàng quay về, không người ở bên cửa kính xe. Thi thể cùng cô gái kia bị mang đi rồi, thi thể cũng bị mang đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghiến răng, cơ hàm gồ lên, hắn khắc chế lửa giận, gọi điện thoại cho phụ thân Hạ Hầu Tân. Bố, cô gái kia bị chính phủ đưa đi rồi, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày đó con từng đánh. Con cũng không biết hắn làm sao tìm được nơi này, người con sắp xếp ở trong biệt thự đều đã chết, thi thể cũng bị mang đi. Bây giờ nên làm thế nào? Lúc này, trong lòng Hạ Hầu Thiên Nguyên đã có chút hoảng. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, trong ngũ hành minh có rất nhiều kẻ là người Hạ Hầu gia hoặc nhận lợi ích từ Hạ Hầu gia. Nhưng ngũ hành minh thể lượng khổng lồ, phe phái phức tạp, cũng không phải tất cả đều kiêng kỵ Hạ Hầu gia. Loại chuyện này, không có chứng cứ, chưa bại lộ ra, người khác lười liều mạng với hạ hầu ra, nhưng có chứng cứ, tình huống liền khác. Hoảng cái gì, hạ hầu tân vẫn bình tĩnh như cũ, trầm ngâm vài giây, nói. Lập tức đi tự thú, tự thú, hạ hầu thiên nguyên cất cao giọng con sao có thể đi tự thú. Hắn đột nhiên phản ứng lại, ý tứ ngài là, hạ hầu tân ừng một tiếng, giọng điệu trầm ổn nói, hướng ai tự thú, không cần tao dạy cho mày chứ. Hạ hầu thiên nguyên như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười rõ đương nhiên là hướng hành giả chính phủ thân cận hạ hầu ra tự thú lấy danh nghĩa tự thú tìm kiếm bảo hộ quả quyết không thể rơi vào trong tay người ngoài ví dụ như phó thanh dương chấp sự khu khang dương hạ hầu thiên nguyên cúp điện thoại nụ cười trên mặt rút đi hung hăng nện một cú đấm vào ghế dựa lưng nghiến răng nghiến lợi nói nguyên thủy thiên tôn tao muốn làm thịt mày tao phải tra ra thân phận hiện thực của mày khiến mày trả giá đắt trong xe chạy như bay Trương Nguyên Thanh ấn sáng màn hình điện thoại di động, mở ra phần mềm nói chuyện, gửi dòng tin nhắn cho Vương Thiên. Chị của anh an toàn rồi. Ngoại ô, khách sạn hảo âm nhạc, Vương Thiên cùng ba vị đồng bạn chỉ sát cung chuyển rời điểm ẩn thân đến nơi này. Khách sạn hảo âm nhạc là một cứ điểm quan trọng của chỉ sát cung ở thành phố Tùng Hải, người kinh doanh khách sạn là thành viên chỉ sát cung. Rất nhiều tổ chức hành giả dân gian, thích mở khách sạn, nhà trọ khắp nơi. So sánh với nhà dân, Hai thứ trước là thích hợp nhất thu lưu rất nhiều người, thích hợp tổ chức hội nghị, bởi vì địa bàn của mình cũng không cần lo lắng các thiết bị camera giám sát. Đương nhiên, cái này chỉ áp dụng cho thời kỳ gió êm sóng lặng. Nếu là đối mặt chính phủ quy mô lùng bắt lớn, khách sạn nhà trọ ngược lại càng dễ bại lộ hơn, bởi vì nhân viên trị an nhất định sẽ lần lượt điều tra. Điều tra các nhà trọ, khách sạn lớn của Tùng Hải, ngũ hành minh là không đủ nhân thủ, chỉ có văn phòng cảnh sát mới có thể hoàn thành lượng công việc khổng lồ như thế nhưng Vương Thiên và tình điên đại thánh bọn họ cho rằng, hạ hầu Gia tuy đâm chồi nảy lộc, quan hệ chặt chẽ với chính phủ, nhưng không đủ để chỉ huy văn phòng cảnh sát. Văn phòng cảnh sát và ngũ hành minh là quan hệ cung cấp, là quan hệ hợp tác, người trước quản lý trật tự xã hội, người sau quản lý trật tự giữa linh cảnh hành giả. Cho dù là ngũ hành minh, cũng không có quyền lực ra lệnh hệ thống trị an, huống chi là một cái linh cảnh thế gia. Trong phòng, tình điên đại thánh nằm ở sofa ngủ say, cô em quần bỏ áo quấn ngực màu đen ngồi xếp bằng ngồi ở trước tivi chuyên tâm chơi game. Thiên địa bất nhân sắc mặt tái nhợt đeo tai nghe, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Vương Thiên đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lấy ra điện thoại di động nhìn một cái. Hắn không ngừng ở trong lòng nói cho mình, không nhanh như vậy, không nhanh như vậy. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý hỗ trợ, cũng cần thời gian. Nhưng hắn vẫn nhịn không được xem điện thoại di động từng lần một. Yên tâm đi, Chị gái cậu nếu có gì không hay xảy ra, chúng ta liền đi săn giết người hạ hầu ra." Thiên địa bất nhân mở mắt, nhìn nhìn Vương Thiên bên cửa sổ, lại bắt đầu nói về bộ sách lược trẻ mồ côi đó của hắn. Chương 223, đều hiển thần thông khai. Vương Thiên dễ nóng giận hơn nữa cực đoan lắc đầu, tính cách Thiên địa bất nhân cực kỳ cực đoan, là loại tính cách ăn một quả trả một cục vàng, nhưng nếu có người làm nhục ta, thì không chút do dự đồng quy vô tận, rất dễ dàng đi hướng cực đoan. Tính cách cực đoan như vậy, cho dù ở trong chỉ sát cung, cũng tương đối hiếm thấy. Vương Thiên lại một lần buông điện thoại di động, lặng lẽ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, bên tai bỗng nhiên tinh một tiếng, vẻ mặt hắn chấn động, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét. Chị cậu an toàn rồi, xem nội dung tin nhắn, vẻ mặt Vương Thiên bỗng nhiên kích động, quả thực không dám tin, kêu lên, xếp, xếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời tin nhắn tôi rồi. Thân thể tình niên đại thánh run lên, bị thanh âm đánh thức. Ba đồng bạn đều tụ lại, tình niên đại thánh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, cũng lộ ra nét mặt chăm chú. Có gian trá, nhất định có gian trá, cho dù hắn chịu hỗ trợ, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như thế cứu ra chị gái cậu. Cô em làm theo ý mình nhíu mày nói, không sai, một chút thời gian như vậy, tìm được chị gái cậu cũng khó, trừ phi hắn biết chị gái cậu ở nơi nào, nếu là như vậy, người này chỉ sợ là đồng mưu của hạ hầu thiên nguyên. Cô có chút thất vọng, Vương Thiên ngẫm nghĩ, soạn tin nhắn, thật, vài giây sau, Tinh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại. Vương Thiên vội vàng click tin nhắn thoại. Vương Thiên, chị được nhân viên chị An cứu ra, bây giờ đang đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Đây là tiếng của Vương Thiên. Mắt Vương Thiên lập tức đỏ lên, kích động vui sướng, thấp thỏm lo âu cả ngày, rốt cuộc rỡ xuống tảng đá lớn trong lòng. Thật sự cứu ra rồi, hiệu suất quá cao rồi nhỉ. Vẻ mặt tình niên đại thánh ngoài ý muốn, hắn đề nghị bảo Vương Thiên xin giúp đỡ từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi trọng là thân phận chính phủ của đối phương cho dù không cứu được người ra cũng có thể siêu tập được một ít tình báo hữu dụng thuận tiện kiềm chế hạ hầu ra một chút sau đó chỉ sát cung lại căn cứ tin tức nguyên thủy thiên tôn đáp lại chế định kế hoạch tương ứng hoàn toàn không ngờ người ta trực tiếp xử lý được đây chỉ là thiên tài người mới mà thôi thực không phải con cháu vị nhân vật lớn nào đó của ngũ hành minh làm theo ý mình nhẹ nhàng thở ra vỗ vỗ bả vai vương thiên phen này cậu không cần lo lắng nữa, nguyên thủy thiên tôn này rất đáng tin đấy, sau này cậu tìm cơ hội gọi điện thoại hướng trong nhà chứng thực một phen, xem chị gái cậu có phải thật sự được cứu vớt rồi hay không. Đang nói, điện thoại di động vang, người gọi là nguyên thủy thiên tôn. Vương Thiên lập tức nhìn về phía tình biên đại thánh, trưng cầu ý kiến xếp. Người sau trầm ngâm vài giây, khẽ gật đầu, Vương Thiên nhận cuộc gọi, hỏi dò, nguyên thủy thiên tôn. Trong loa vang lên lại là tiếng của chị gái, Vương Thiên, chị bây giờ không sao rồi em ở đâu vì sao đột nhiên không đi làm nữa người bắt cóc chị tựa như đang tìm em em có phải vay nặng lãi hay không thanh âm vương thiến mang theo vội vàng cùng lo âu liên tục truy hỏi chị chị đừng lo lắng qua đoạn thời gian nữa em sẽ về nhà vương thiên an ủi vài câu nghe thấy đầu kia điện thoại có tiếng đàn ông trẻ tuổi đưa điện thoại di động cho tôi liền nghe nguyên thủy thiên tôn nói bây giờ không phải lúc các người tán gẫu việc nhà Vương Thiên, tôi muốn gặp cấp trên của anh. Bởi vì có Vương Thiên, hắn chưa nói tới ba chữ chỉ sát cung. Vương Thiên liếc tình điên đại thánh một cái, nói, vì sao? Lúc cứu chị gái anh, thân phận tôi đã bại lộ, hạ hầu ra nhất định hận tôi rồi. Chuyện này các người chịu trách nhiệm đi, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Với lại, tôi cứu được chị gái anh một lần, không cứu được lần thứ hai, hạ hầu ra nếu lại xuống tay đối với người nhà của anh thì sao? Hoặc là xuống tay đối với người nhà thành viên khác thì sao? Các người lại làm như thế nào? Nay chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, tới lúc phản kích rồi. Đương nhiên, nếu các người nhỏ yếu đến mức chỉ muốn làm rùa đen rút đầu, vậy coi như tôi chưa nói. Vương Thiên cầm microphone, nhìn về phía các đồng bạn, tình niên đại thánh trần chờ bất định, làm theo ý mình thấp giọng nói. Tôi cảm thấy có thể câu thông một phen, để tôi tới đi. Loại thời điểm này, tầm quan trọng của độ hảo cảm liền nổi bật ra. Không, để tôi, tình niên đại thánh nói, tin tưởng tôi nắm bắt đối với lòng người, để tôi tới nói chuyện với cậu ta. Hắn cầm lấy điện thoại di động, cố ý đè dây thanh, để giọng nói biến thành trầm thấp khàn khàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không cần dùng phép khích tướng. Anh là, tinh thần trương nguyên thanh dung lên, tình niên đại thánh, cấp trên của thánh thủ. Ô, ô mi gót, ID này thật là khí phách, tôi rất thích. Trương Nguyên Thanh khen, chương 224, đều hiển thần thông ba tình niên đại thánh ngẩn ra một phen vui vẻ nói tôi cũng cảm thấy cái tên này rất không tệ lúc đặt tên vất vả suy nghĩ hồi lâu khụ khụ nói chính sự tôi hiểu ý tứ của cậu nhưng trước khi cung chủ hạ đạt mệnh lệnh chúng tôi là sẽ không hành động vậy được vậy tôi tự mình đi đối phó hạ hầu ra lấy chiến ngăn chiến lấy giết ngăn giết đây là tôn chỉ của tôi các người còn kém chút quay đầu đổi tên đi trương nguyên thanh lớn tiếng nói đánh giám, thiên địa bất nhân giận dữ tổ chức chúng tôi bên này đương nhiên là có thủ đoạn ứng đối, nhưng nắm giữ ở trong tay cung chủ, mà cung chủ từ sau khi giao thủ với chấp pháp đại đội trưởng của Hạ Hầu ra, liền không xuất hiện nữa. Tình niên đại thánh tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái. Người của chỉ sát cung quả nhiên cực đoan, còn nói phép khích tướng không có tác dụng. Trương Nguyên thanh cười, lập tức hỏi thủ đoạn của các người là gì. Quan nhã từng phân tích, hạ hầu ra đối với chỉ sát cung cắn chặt không nhả, rất không thích hợp, như vậy xem ra, việc này quả thực có ẩn tình tình niên đại thánh hít sâu một hơi chúng tôi phỏng đoán cung chủ là vào phó bản đi cho nên mới phân phó chúng tôi trốn đi về phần thủ đoạn gì không biết biết cũng không thể nói cho cậu như vậy đi tôi sắp tới sẽ thử liên lạc cung chủ báo cáo chuyện này cho cô ấy bồi thường cũng tốt hợp tác cũng tốt xem cô ấy có đồng ý liên hệ cậu hay không chúng tôi thật sự không thể tùy tiện ra tay a à, không cần liên hệ mình đâu liên hệ phó thanh dương là được mình không muốn giao tiếp với lũ điên trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi trột dạ, mặt ngoài rất chấn định. Tôi rất chờ mong, cúp điện thoại, trong lòng hắn khẽ thả lòng. Trên chuyện này, hắn là hoàn toàn đắc tội cha con Hạ Hầu rồi, tương lai ắt gặp trả thù. Tuy hắn có công huân trong người, Hạ Hầu ra sẽ không ra tay trắng trợn, nhưng ngoài sáng không được có thể trong tối, chiêu số nham hiểm có thể có rất nhiều. Cho nên, lần này nhất định phải xử lý hai cha con Hạ Hầu, ít nhất làm bọn họ không thể xoay người. Nhưng dựa vào ngũ hành minh không phải quá bảo hiểm, hai bên ích lợi giao thoa liên lụy quá sâu lúc này liền cần làm thêm sự chuẩn bị tìm kiếm nhân tố bên ngoài giúp sức bởi vậy hắn mới yêu cầu liên hệ cấp trên của vương thiên đối thoại với cao tầng trong chỉ sát cung hắn cúp rồi tình niên đại thánh trả lại điện thoại di động cho vương thiên cô em liếc hắn một cái lại liếc vương thiên cùng thiên địa bất nhân một cái vẻ mặt không tín nhiệm nữa làm sao vậy tình niên đại thánh nhíu mày cho nên rốt cuộc là ai nắn bóc ai cô em mặt không biểu cảm nói. Ba người tình điên đại thánh, vương thiên cùng thiên địa bất nhân, nhìn nhau, lặng lẽ. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn thiếu phụ trẻ tuổi bên cạnh một cái, cô ngồi nghiêm chỉnh, hai tay tiếp tục lái xe. Lời hôm nay nghe được, đừng truyền ra ngoài, bằng không em trai cô nhất định phải chết, Trương Nguyên Thanh hù dọa. Vương Thiến muốn nói lại thôi, cuối cùng gật gật đầu. Không tệ, rất nghe lời, cần để tiểu đậu bỉ đi ra gặp mẹ đẻ hay không. Thôi, người thường nhìn thấy linh thể, nhắm chừng phải bị dọa ngất, vẫn là để cô lái xe hẳn hoi đi. Đúng rồi, mình bây giờ nắm giữ linh triệt, chờ giải quyết xong việc hạ hầu ra, đến đi thu thập tài liệu, bồi dưỡng tiểu đậu bỉ. Xử lý xong việc chính, thừa dịp còn chưa tới văn phòng cảnh sát, hắn sốt ruột không chờ nổi mở ra ô vật phẩm, xem xét chiến lợi phẩm của mình. Ở góc độ vương thiến không chú ý đến, lấy ra cái bao tay màu lửa đỏ, nắm trong lòng bàn tay. Tên, bạo đồ quyền sáo loại hình, vũ khí công năng, thiêu đốt, nhanh nhẹn, nổ tung giới thiệu, nó từng là bao tay tình yêu cả đời của một vị hỏa sư cường đại, bởi vì đeo thời gian dài, dần dần lây dính lực lượng của chủ nhân, cũng lây dính sự lỗ mãng của chủ nhân. Nó có thể tiếp tục tích tụ lực lượng, dựa vào va chạm để phóng thích. Ghi chú, nổ tung chính là nghệ thuật, không có gì là nổ tung không giải quyết được, nếu có, vậy nổ một lần nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, thứ tốt nha, mình rốt cuộc có kỹ năng quần thể rồi, bù lại sở đoàn của thích khách, hơn nữa lấy sinh mệnh lực của thần dạ du, hoàn toàn kháng được gánh nặng nhiều lần nổ tung mang đến chính là sự trả giá này có chút đau đầu căn cứ giới thiệu cùng ghi chú không khó nhìn ra trả giá của găng tay lỗ mãng cùng tự mình hại mình thứ sau không sao cả hắn hoàn toàn có thể thừa nhận tổn thương của vụ nổ thứ trước thì đau đầu đánh nhau không động não rất dễ bị người ta ám toán nhưng chỉ cần giống với bảo châu kẻ ổn trọng chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng thì có thể giảm trả giá đến thấp nhất quả nhiên giết người cướp của mới là con đường làm giàu nếu không có giá trị đạo đức ước thúc, giữa linh cảnh hành giả với nhau chỉ sợ phải giết chóc phát điên rồi. Chương 225, đều hiển thần thông 4. Tiếp theo, hắn điều ra bảng điều khiển thuộc tính, tra xem thanh danh một lần, nhất thời cười khẩy. Thanh danh không tăng không giảm, linh cảnh hành giả săn giết lẫn nhau là không khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng hành giả cùng trận doanh chém giết, nếu giết là hành giả có giá trị thanh danh, thanh danh bản thân sẽ giảm xuống, sau khi thanh danh về không, liền khấu trừ giá trị đạo đức. Bây giờ thanh danh hắn không tăng không giảm, nói rõ bốn tên phế vật kia chưa từng giết một tên nghề nghiệp tà ác nào, thanh danh bằng không. Sâu mọt xã hội thuần túy, chết không đáng tiếc. Hơn 10 phút sau, xe lái vào văn phòng cảnh sát. Trương Nguyên Thanh bảo Vương Thiến đỗ xe ở trước tòa nhà thủy tinh, tự mình xuống xe, tiến vào đơn vị. Hắn ở lầu 2 nhìn thấy bảy tám linh cảnh hành giả không thuộc về đội 2, trong đó có người đẹp sườn xám thanh đằng cùng chị Đại Bạch Long. Trên đường đến đây, quan nhã đã báo cho hắn, Phó Thanh Dương dẫn theo người chờ ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Thi thể bọn bắt cóc ở trong xe dưới lầu, làm phiền nâng lên. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu với Thanh Đăng, lại nhìn thoáng qua Vương Thái vẻ mặt khó chịu, đi thẳng tới văn phòng của Lý Đông Trạch. Cốc cốc, hắn gõ vang cửa thủy tinh, tiến vào, Phó Thanh Dương giọng nói lạnh nhạt đáp lại. Mở ra cửa thủy tinh, trong văn phòng xa hoa, Phó Thanh Dương ngồi ở trên vị trí của Lý Đông Trạch, trên sofa phòng tiếp khách là quan nhã chân dài, linh quân mặc tiêu sái tùy ý cùng với một vị người quen cũ đã lâu không gặp viên đình hắn còn sống à xem ra tôn trưởng lão chưa ra khỏi phó bản trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm một tiếng nhìn về phía phó thanh dương vương thiến cùng thi thể bọn bắt cóc tôi đều mang về rồi phó thanh dương trầm ổn gật đầu tôi đã phái người gọi đến hạ hầu thiên vân chờ nắm giữ chứng cứ liền có thể giam giữ nói xong hắn nhìn về phía viên đình người sau đứng dậy cảm khái nói lại phải hỏi linh phó bách phu trưởng anh phải cho trợ cấp phó thanh dương thản nhiên nói không thành vấn đề hy vọng lúc trợ cấp xuống sẽ không biến thành di sản sắc mặt viên đình cứng đờ không khỏi nhìn về phía trương nguyên thanh vô cùng đau đớn tất cả đều bởi cậu dựng lên cậu cũng phải cho tôi trợ cấp được tôi sẽ đốt tiền cho anh trương nguyên thanh yên lặng trả lời một câu hắn nhìn về phía phó thanh dương nói bách phu trưởng trong bọn bắt cóc có kẻ mạnh xác định không cần tôi hỏi linh sao ý tứ câu này ẩn chứa là tôi giết kẻ địch mạnh không dễ dàng bại lộ một bộ phận con bài chưa lật hắn biết phó thanh dương là biết được mình có được đạo cụ loại quy tắc phó thanh dương thản nhiên nói viên đội trưởng cẩn thận tỉ mỉ làm người chính trực để hắn hỏi linh là được đây là đang xác nhận cho viên đình trương nguyên thanh không nói chuyện nữa vài phút sau viên đình sắc mặt tái nhợt quay về trầm giọng báo cáo bọn bắt cóc là hành giả hạ hầu ra nuôi bọn họ bắt cóc chị gái của vương thiên cũng là hạ hầu thiên nguyên sai sử. Viên Đình là đội trưởng thái nhất môn, hắn lên án, trên trình độ nhất định có thể đại biểu thái nhất môn. Tiếp theo, Viên Đình vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cậu thế mà giết chết hỏa sư cấp 3, giai đoạn người mới đã mạnh như thế, quái thai, thật sự là quái thai. Hắn quả thực chưa nói tới chuyện giày khiêu vũ màu đỏ. Linh Quân nheo mắt cười nói, nếu không sao nói là thiên tài, vụ án bắt cóc này tôi đã nghe nói, Nguyên Thủy, cậu làm rất khá tôi thích người trẻ tuổi có chính nghĩa, nhưng cậu có biết thiên tài sợ nhất là cái gì không? Dù sao không phải không có bạn gái, Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại, cái gì? Là tráng niên mất sớm, Linh Quân uống một ngụm trà, lại nói, vậy cậu biết làm sao tránh được tráng niên mất sớm không? Lại muốn lôi kéo mình, người lãnh đạo trực tiếp ở bên cạnh nhìn chầm chầm, Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi, uyển chuyển từ chối nói, nhỏ tuổi gãy sớm. Linh Quân bị sặc trực tiếp ho khan, không, là tìm chỗ dựa, gia nhập thái nhất môn đi, tôi bảo kê cậu, hạ hầu ra không dám trả thù. Trong ánh mắt Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh có thêm vài phần hài lòng, lại lạnh như băng liếc linh quân một cái. Cốc cốc, lúc này, cửa văn phòng thủy tinh lại bị gõ vang. Phó Thanh Dương nhìn qua, vào đi. Một thanh niên lạnh lùng tuấn tú mặc áo cộc tay màu đen tiến vào văn phòng, dừng lại trước bàn làm việc, thấp giọng nói. Hạ hầu thiên nguyên đã bị bắt, phó thanh dương nheo mắt, ai bắt, thanh niên tuấn tú lạnh lùng trả lời, bàng chấp sự khu phụng hoa, ngay tại vừa rồi, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu phụng hóa đánh người, bị bàng chấp sự bắt, trải qua một phen điều tra, Hạ Hầu Thiên Nguyên khai ra càng nhiều nội dung phạm tội hơn, ví dụ như vụ án bắt cóc này. chương 226, Đều Hiển Thần Thông 5. Nghe hai người đối thoại, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, lập tức cảm giác được khó giải quyết. Dựa theo quy định nội bộ ngũ hành minh, vì phòng ngừa hiện tượng cướp công, khu trực thuộc ai xảy ra chuyện người đó phụ trách, ai tra ra vụ án người đó phụ trách. Bàng chấp sự khu phụng hoa tra ra vụ án này, trên lý luận đó là do hắn phụ trách, nhưng bởi vì mình trước một bước tham dự vụ án, hơn nữa có khổ chủ báo án, quyền sở hữu chuyện này liền tồn tại tranh luận. Nhưng cái này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu phụng hoa đả thương người, hơn nữa bị giam giữ. Quyền sở hữu sự kiện này không tồn tại tranh luận, chính là khu phụng hoa phụ trách. Như vậy, khu phụng hoa hoàn toàn có thể kéo dài xử lý sự kiện, lấy điều tra làm lý do, bảo hộ Hạ Hầu Thiên Nguyên sau đó lại tranh đoạt với khu khang dương quyền chủ đạo vụ án bắt cóc tóm lại người chính là không thể rơi vào trong tay khu khang dương chỉ cần tranh thủ được chiến lược thọc sâu này hạ hầu ra liền có thời gian vận hành thao tác một loạt thao tác này xem như chơi quy tắc rất rõ ràng cha con hạ hầu không trừ hậu hoạn vô cùng nha nếu ngũ hành minh không xử lý được vậy cũng chỉ có hợp tác với chỉ sát cung tâm tình trương nguyên thanh tỏ ra hơi nặng nề phó bách phu trưởng nên làm cái gì bây giờ Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, khổ chủ có phải hướng cậu báo án hay không? Đúng, có phải sớm hơn hạ hầu thiên nguyên đã thương người hay không? Đúng, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, vậy đi bắt người cũng được. Nhưng mà, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nhưng mà người cũng ở khu phụng hoa rồi, chúng ta bắt người như thế nào, cướp sao? Phó Thanh Dương từ bên cạnh bàn đứng dậy, chậm rãi đi tới, dùng đôi mắt sâu thẳm như đầm nước đó của mình nhìn tiểu lão đệ, thản nhiên nói. Ở lúc quy tắc xung đột lẫn nhau, ở lúc hai bên đều chiếm lý, ai nắm tay lớn, người đó định đoạt, nhớ kỹ một điểm này. Còn có, khuôn mặt anh Tuấn như tạc tượng kia của hắn ngưng động ra nét trịnh trọng, cảnh báo. Mũi tên bắn ra rồi thì không trở lại, một khi gây thù hằn, cậu phải không tiếc tất cả giết chết hắn, cho dù trưởng lão đứng ra ngăn cản, cậu cũng phải đánh nổ đầu chó của trưởng lão. Phó Thanh Dương xoay người đi ra ngoài, bước chân thong thả lại kiên định, để lại cho mọi người trong phòng một cái bóng lưng cao ngất. Theo tôi đi bắt người văn phòng cảnh sát khu phụng hoa dãy phía tây tòa nhà văn phòng cảnh sát phòng làm việc cửa sổ sáng đèn trên sofa tiếp khách hạ hầu thiên nguyên tay trái đùa nghịch một đôi hạt đào tay phải bưng chén xứ xoạt một ngụm món đồ chơi nhỏ xúc cảm không tệ chơi rất lâu rồi nhỉ thiên nguyên thiếu da nếu thích thì tặng cậu đấy bang chấp sự mỉm cười nói hắn mặc một cái áo khoác bằng da bên trong là một bộ quần áo nhu đạo màu trắng người này dáng người khôi ngô hình dáng khuôn mặt vuông vắn lúc không cười cho người ta cảm giác dị thường nghiêm túc sắc bén. Bỏ đi, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. Hạ hầu thiên nguyên buông hạt đào cùng chén trà, chỉnh lại cổ áo âu phục, nói. Có hai việc cần kính nhờ anh, chúng tôi từ tạ ra bên kia tìm hiểu được, năm đó sau khi gia tộc kia bị diệt, tộc nhân còn sót lại phân tán ở các nơi, mà chỉ sát cung chủ chính là khi đó bị đưa đến Tùng Hải. Khi đó cô ta vẫn là đứa nhỏ, không phải linh cảnh hành giả, có thể trở thành linh cảnh hành giả hay không vẫn là chưa biết, khi làm hộ khẩu sẽ không đặc biệt chú ý giữ bí mật thân phận tin tức. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi điều tra cơ sở dữ liệu hộ tịch Tùng Hải. Trước mắt chỉ có thể xác định, tuổi cô ta ở khoảng 24 tới 27, còn có, tôi từng hỏi trưởng bối gia tộc, bảo người ta vẽ bộ dáng thành viên trung tâm gia tộc kia năm đó, anh có thể căn cứ mặt người phân biệt thử xem. Cái này rất khó, bang chấp sự lắc đầu, cảm thấy việc này không đáng tin, Tùng Hải dân cư thường trú hơn 20 triệu, hộ khẩu bản địa có hơn 10 triệu đương nhiên khó, cho nên thời gian rất dư giả. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười cười, mặc kệ chuyện này có được hay không, anh đều có thể đi kho báu của Hạ Hầu ra, chọn một món đạo cụ giai đoạn thánh giả. Bàng chấp sự lộ ra nụ cười, có thể. Hạ Hầu Thiên Nguyên nói tiếp, chuyện thứ hai, thay tôi tra tư liệu Nguyên Thủy Thiên Tôn Khu Khang Dương, tôi muốn tìm được thân phận trong hiện thực của hắn. Bàng chấp sự nhíu mày nói, cậu muốn trả thù hắn. Hạ Hầu Thiên Nguyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt âm trầm, hắn đã muốn đối nghịch với tôi, vậy chính là kẻ địch, đối phó kẻ địch, thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Hắn còn có một sự thực không muốn thừa nhận, tiểu tử đó rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn ghen tị, khiến hắn kiêng kỵ. Chương 227, chỉ sát cung liên lạc một. Bàng chấp suy tư vài giây, trầm giọng nói, vậy cậu tốt nhất làm sạch sẽ chút, nếu như bị điều tra ra, tôi cũng không bảo vệ được cậu. Tin tức thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi không tra được, phải đạt tới quyền hạn cấp trưởng lão mới được. Cho cậu hai cái đề nghị, Đi ép hỏi cấp trên của hắn, Lý Đông Trạch khẳng định biết tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng như vậy, cậu nhất định phải giết Lý Đông Trạch. Cái này không phải tương đương nói cho mọi người, tôi muốn giết tiểu tử này sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên trực tiếp bỏ qua đề nghị này, hỏi cái thứ hai thì sao? Bàng chấp sự nói, hơn nửa tháng trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Đại học Tùng Hải giết một tên mê hoặc chị yêu, tên mê hoặc chị yêu đó vừa mới chạy thoát đuổi bắt, ai cũng không tìm thấy hắn nguyên thủy thiên tôn quá nửa là ở tùng hải ngẫu nhiên gặp y mắt hạ hầu thiên nguyên sáng lên tuổi hắn không lớn anh là nói hắn là sinh viên đại học tùng hải bàng chấp sự cầm chén trà vừa uống vừa nói cái đó cần tự cậu đi điều tra hai người nhìn nhau cười lúc này bàng chấp sự nhíu nhíu mày nhìn về phía cửa văn phòng vài giây sau tiếng bước chân gấp gáp chuyển đến một hành giả chính phủ đẩy cửa đi vào sắc mặt không tốt lắm hấp tấp nói bàng chấp sự phó chấp sự khu Khang Dương dẫn đội sông vào rồi. Phó Thanh Dương đến đây, lông mày bàng chấp sự nhảy dựng, đứng bật dậy. Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm ngâm nói, phó Thanh Dương này là người thế nào? Phó gia là linh cảnh thế gia, một trong những thế lực chủ đạo bạch hổ binh chúng, ở toàn bộ ngũ hành minh cũng là tồn tại như Thái Sơn bắt đầu. Phó gia ở hải ngoại cũng nắm giữ tài sản khổng lồ, là nhà đại tư bản vạn ác. Chỉ luận thế lực, tài lực gia tộc, hạ hầu ra so với phó gia kém không ít. Bàng chấp sự suy tư nói, người này cực kỳ cao ngạo, thiên phú dị bẩm, tôi nghe nói hắn ở giai đoạn siêu phàm, từng trực diện một vị nghề nghiệp tả ác cảnh giới thánh giả, tử chiến không lùi, thế mà ở dưới tay thánh giả chống đỡ một nén nhang thời gian, có thể nói là kỳ tích. Phó Thanh Dương phái xuống Tùng Hải không đến một năm, tôi và hắn cùng qua lại không sâu, nhưng qua vài lần tiếp xúc có hạn, hắn tuy cao ngạo, lại không phải kẻ không não. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhất thời yên tâm, cười nói, không phải kẻ không não thì tốt, phó gia hắn cùng bạch hổ binh chúng, có không ít nghiệp vụ lui tới với hạ hầu gia, vì vẻn vẹn một người bình thường, nghĩ hẳn hắn cũng sẽ không trở mặt với ta. Bang chấp sự chưa nói chuyện, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn tới gần văn phòng, nhân số còn không ít. Hạ hầu thiên nguyên mặt lạnh, nhìn về phía cửa chính văn phòng mở rộng. Một đám người xuất hiện ở trong tầm nhìn, kẻ cầm đầu mặc đồ âu ủi phẳng màu trắng, anh Tuấn bước người, để tóc đuôi ngựa trông bảnh trai. Bên trái hắn là linh quân tóc tán loạn, tùy ý nheo mắt, bên phải chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hỏng chuyện tốt của hắn, là địch với hắn. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như chó săn theo bên cạnh Phó Thanh Dương. Mày không đắc ý được bao lâu đâu, Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm mặt, Phó Bách Phu Trưởng, bang chấp sự nghênh đón, mỉm cười nói. Sóng trống khua chiêng đến chỗ tôi, có gì muốn làm sao? Phó Thanh Dương nhìn Hạ Hầu Thiên Nguyên một cái, bắt người, nụ cười bàng chấp sự không thay đổi. Ai, Phó Thanh Dương không muốn nhiều lời, chó săn Trương Nguyên Thanh lên tiếng đúng lúc. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghi ngờ bắt cóc, nguy hại xã hội yên ổn, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng tôi muốn dựa theo pháp luật bắt giữ hắn. Sắc mặt bàng chấp sự trầm xuống, hừ lạnh nói, nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện, hắn quay sang nhìn về phía Phó Thanh Dương, lại cười nói. Phó Bách Phu Trưởng, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu trực thuộc của tôi đã thương người ta, đã bị bắt, về phần sự kiện bắt cóc, hắn cũng dã khai hết. Dựa theo quy củ, chuyện này đã là vụ án của khu phụng hoa tôi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, anh muốn giảng quy củ với tôi, vậy tôi nói cho anh, người nhà của người bị hại ở buổi sáng hôm nay đã báo án cho tiểu đội khu Khang Dương, người của tôi đánh chết bọn bắt cóc, cứu ra con tin, nếu dựa theo quy củ mà nói, lý của tôi lớn hơn anh. Bàng chấp sự lắc đầu, người, tôi đã bắt, không thể giao cho cậu, làm ẩm đến chỗ trưởng lão hội, tôi cũng chiếm lý. Hắn đương nhiên biết Phó Thanh Dương chiếm lý hơn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, dùng quy củ ngăn trở quy củ, như vậy mới có thể kéo dài được. Làm việc ở chính phủ, phải hiểu được lợi dụng quy tắc. Hạ Hầu Thiên Nguyên bên cạnh phụ họa nói, Phó Bách Phu Trưởng, tôi đã tự thú, cũng đồng ý tiếp nhận chế tài. Mấy người khí thế bức người là có ý gì? Thấy Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn cười nói. Nói tới, Phó Gia cùng Hạ Hầu Gia có lui tới trên nghiệp vụ, hai nhà kết giao nhiều thế hệ, tôi còn cần gọi anh một tiếng thế huynh, chương 228, chỉ sát cung liên lạc 2. Ý tứ trong lời nói của Hạ Hầu Thiên Nguyên rất rõ ràng, người thật muốn vì một người bình thường, trở mặt với Hạ Hầu gia ta. Phó Thanh Dương nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm bàng chấp sự, thản nhiên nói. Tôi không phải đến thương lượng với anh, bàng chấp sự nhíu mày, vậy cậu là tới làm gì? Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra một cây cờ lệnh màu đen, vung tay ném. Cộc, một tiếng đóng đinh vào mặt bàn, đóng đinh ở trước mặt hạ hầu thiên nguyên cả người hạ hầu thiên nguyên run lên ngồi bệt ở sofa cơ bắp run dẩy co rút sắc mặt hắn tức giận lại khó có thể nhúc nhích phó thanh dương bằng chất sự giận dữ chất vấn cậu muốn ra tay với tôi hai tay hắn đặt ở ngực từng vầng sáng xanh mơn mởn khuếch tán như gợn sóng đảo qua văn phòng tiếng giang giác vang lên không ngừng mặt sàn bức tường nứt ra từng sợi dây leo tráng kiện sinh trưởng ra phong tỏa cửa sổ cùng cửa chính trong khoảnh khắc liền hóa văn phòng thành một nhà giam gỗ. Bang chấp sự hư lạnh nói, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này, ngoài thân hắn mọc ra những sợi dây leo mảnh khảnh, như xúc tu có rũi mất máy, đan vào thành một bộ giáp dây mây. Phó Thanh Dương từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây kiếm đồng xanh, dài ba thước hai, thân kiếm chia ra tám mặt, phủ đầy đồng màu xanh. Đây là muốn ra tay, hành giả giai đoạn thánh giả, ở trong loại không gian biệt kín này ra tay, có thể lan đến gần chúng ta hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, hắn lập tức nhìn về phía đám người quan nhã, Linh Quân, Bạch Long, lại phát hiện các hành giả có thâm niên này sắc mặt bình tĩnh, vô cùng chấn định. Quá bình tĩnh rồi nhỉ, là mình đánh giá cao chiến lược của thánh giả cảnh. Khi Trương Nguyên Thanh mờ mịt, trước mắt chợt sáng lên một mảng kiếm quang sắc bén, đâm hắn theo bản năng nhắm mắt. Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng kêu rên, Trương Nguyên Thanh mở mắt nhìn, bàng chấp sự thân phủ giáp dây mây, ngã ngồi dưới đất, bụng trào ra từng mảng lớn máu tươi anh có thể báo với trưởng lão hội tôi ám sát đồng nghiệp, đương nhiên, tôi cũng sẽ tố cáo anh bao che tội phạm, tham ô hủ bại. Phó Thanh Dương vùng đi máu tươi dính trên lưỡi kiếm, anh còn kém chút, thanh âm hắn lạnh nhạt, vẻ mặt thậm chí không có một tia khinh thường, bình tĩnh tựa như quân vương cao ngạo trừng phạt thần tử hèn mọn. Đã xảy ra cái gì? Bàng chấp sự này thật là thánh giả sao? Mình không phải đánh giá cao thánh giả, mình là đánh giá cao hắn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc, hắn đã sớm nghe lý đông trạch và quan nhã nói phó thanh dương thiên tư xuất chúng là có hy vọng tấn thăng trưởng lão nhất ngũ hành minh một thế này hệ nhưng thứ nghe được trong lòng không có khái niệm bây giờ trong lòng trương nguyên thanh đã có khái niệm rõ ràng quả nhiên tài năng mút trời khó trách linh quân quan nhã những người này chấn định như thế hạ hầu thiên nguyên ngồi bệt ở sofa nhìn một màn này sắc mặt trắng bệch phó thanh dương không nhìn bàng chấp sự đi đến cạnh bàn trà rút ra cờ lệnh màu đen thu về ô vật phẩm. Hạ Hầu Thiên Nguyên lập tức nhảy dựng lên, ngoài mạnh trong yếu. Phó Thanh Dương, tôi là dòng chính Hạ Hầu gia, anh thật sự muốn đối nghịch với Hạ Hầu gia. Phó Thanh Dương nâng chuôi kiếm, gõ về phía đầu hắn. Thân trên Hạ Hầu Thiên Nguyên ngửa ra sau, tránh đòn đánh. Đầu hắn bị đập một phát nặng nề, cơn đau ập tới, ý thức nháy mắt tán loạn, trước khi hôn mê, chỉ có một ý niệm quanh quẩn. Mình rõ ràng đã tránh được. Phó Thanh Dương xoay người rời khỏi, mang đi Diễn đàn chính phủ đăng lại thăng chấn động, Hạ Hầu Thiên Nguyên nghi ngờ bắt cóc, nguy hại xã hội yên ổn, bị phó bách phu trưởng khu Khang Dương bắt. Đến trạng vạng, một bài đăng chuyển từ diễn đàn chính thức của Thái Nhất môn, đưa tới hành giả Ngũ Hành Minh bàn luận sôi nổi. Nội dung bài đăng miêu tả chi tiết tình huống sự việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hành giả đội 2 khu Khang Dương, nhận được báo án, người nhà của người bị hại nói Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt cóc người nhà của họ, thủ đoạn ti tiện, coi trời bằng vung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính trực giận dữ ra tay trải qua muôn vàn vất vả, đánh gục bọn bắt cóc, cứu ra con tin, sau đó Phó Thanh Dương dẫn đội nhanh chóng bắt hạ Hầu Thiên Nguyên. Đáng giá nhắc tới, người đăng bài tên Viên Đình, bắt cóc, phi, hạ Hầu ra càng ngày càng coi trời bằng vung rồi. Hạ Hầu ra không phải luôn như thế sao, các linh cảnh thế gia kia cái nào là hiền lành khiêm tốn. Chẳng qua, lần này dám gây chuyện ở Tùng Hải chúng ta, đụng phải cứng cửa rồi. Phó Bách Phu trưởng cũng không quản hắn, đã sớm nên trừng trị rồi, hạ hầu ra ỷ vào có lợi ích lui tới với cao tầng, đã sớm không để quy tắc vào mắt. chương 229, chỉ sát cung liên lạc 2. Người đăng phía trên, nói chuyện thận trọng, cẩn thận buổi tối đồng nghiệp đi nhà người kiểm tra đồng hồ nước. Nguyên thủy thiên tôn này thú vị, tôi thích, người trẻ tuổi luôn tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng tôi sợ hắn bị hạ hầu ra trả thù, chỉ là bắt cóc người thường, đủ hành giả hoang dã ăn đủ, nhưng nhắm chừng không động vào nổi hạ hầu thiên nguyên đâu hạ hầu gia dám trả thù nguyên thủy thiên tôn đó chính là tuyên chiến với chúng ta chỉ sợ hắn chơi sau lưng không biết chuyện này sau đây sẽ thế nào hạ hầu gia đã đang vận hành thao tác tôi nghe nói mấy chấp sự tùng hải đều tố cáo phó bách phu trưởng thỉnh cầu trưởng lão học đích thân phán xử hắn thẩm phán hắn dựa vào cái gì cái này tôi biết bằng chấp sự khu chúng ta bị phó bách phu trưởng đâm bị thương rồi cái này trương nguyên thanh ăn xong bữa tối lướt bình luận diễn đàn một lần yên lặng tắt màn hình Đêm nay bàn ăn đặc biệt lạnh lẽo, dì trẻ trực ca đêm, anh họ cũng trực ca đêm, trong nhà chỉ ông ngoại bà ngoại cùng hắn. Trước bữa tối, cậu tới tìm y bát truyền nhân đấu vũ đạo, nhưng bị bà ngoại đuổi trở về. Đấu vũ đạo hai người không xấu hổ, nhưng bà ngoại cảm thấy xấu hổ. Không biết phó bách phu trưởng có thể xử lý được hay không. Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, lặng lặng chờ đợi kết quả hội nghị. Sau khi bắt hạ hầu thiên nguyên, áp lực liền tới, ở dưới hạ hầu tân vận hành thao tác, các nhân viên chính phủ, chấp sự ngũ hành minh, đội trưởng Thái Nhất Môn có lợi ích quan hệ với hạ hầu gia, ùn ùn gọi điện phó Thanh Dương, hoặc khuyên bảo, hoặc cầu tình. Nghe quan nhã nói, phó gia cũng có người gọi điện thoại phó Thanh Dương, yêu cầu thả người, nhưng tộc lão phó gia sẽ không tỏ thái độ. Thật ra có quan hệ lợi hại với chuyện này, không phải phó Thanh Dương, là hắn. Nhưng Bách Phu Trưởng đã gánh vác chuyện này, quan nhã đưa ra giải thích là, chú mày là tiểu đệ của hắn, hắn nhất định sẽ bảo kê chú mày. Trương Nguyên Thanh rất cảm động, nói, phó bách phu trưởng nghĩa khí như thế. Quan nhã nói, không, hắn chỉ là dám thối mà thôi. Biệt thự xa hoa, tầng 2, phó thanh dương bưng chén rượu, ngồi ở ban công, hóng gió mát hiu hiu. Đối diện bàn tròn là linh quân ngồi sổm trên sofa một người. Điểm không cho ta mặt mũi, phó thanh dương, ô, oh, ý của cậu là, cậu cũng tham dự bao che hạ hầu thiên nguyên. Linh quân giận dữ, được lắm, tôi cho rằng cậu là nhạc phi, không ngờ là tần cối hắn dùng cây tăm đâm một miếng dưa bở, vừa ăn vừa cảm khái. Phương pháp lung lạc lòng người này của cậu không tệ, nguyên thủy tiểu tử kia, tương lai chính là tiểu đệ trung thành của cậu rồi. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày nói, tôi thế này gọi là lấy đức thu phục người. Hắn không thích lung lạc lòng người loại miêu tả nhắm tới lợi ích này, nhưng cũng khinh thường giải thích. Linh Quân ngồi xổm ở sofa, hai ngón tay kẹp điện thoại di động lên, nhìn thời gian. Còn 5 phút đồng hồ nữa hội nghị bắt đầu, cậu đã nghĩ xong ứng phó bọn họ như thế nào chưa? Trưởng lão hội phó ra không truy hỏi trách tội, đây là việc tốt, nhưng không có khả năng ra mặt thay cậu lắm. Không có phó ra, những kẻ đó sẽ không kiêng kỵ cậu. Dù sao cậu chỉ là một chấp sự thôi, Linh Quân nháy mắt nói, cần tôi giúp cậu hay không, chỉ cần cậu gọi tôi một tiếng đại ca. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, cậu cũng chẳng muốn giúp tôi, lấy tính cách của hắn, sao có khả năng gọi người ta đại ca, Linh Quân rõ một điểm này, bởi vậy không có chút thành ý nào. Linh Quân thở dài, tội danh bắt cóc không chơi chết được Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu chỉ còn ở Tùng Hải đó. Hắn là ông nội của Hạ Hầu Thiên Nguyên, hắn không ngã, Hạ Hầu Thiên Nguyên liền không có việc gì. Hạ Hầu chỉ là vì kia giao thủ với chỉ sát cung chủ. Phó Thanh Dương chưa phản bác, đây là sự thật, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy đi về phía phòng sách. Tôi đi họp, trong phòng sách, em gái tai thỏ cao gầy yểu điệu đã mở máy tính cho hắn đăng nhập phần mềm hội nghị. Ngũ hành minh có một quy củ, hội nghị nhỏ học offline, hội nghị lớn lên máy tính. Hội nghị cỡ lớn rất dễ dàng truyền ra, làm không tốt, liền dễ dàng bị nghề nghiệp tà ác ném đạn hạt nhân. Đương nhiên, như đại hội thái nhất môn hàng năm báo cáo công tác, hội nghị minh chủ ngũ hành minh không ở hàng ngũ này. Thời gian vừa đến, các chấp sự ùn ùn đăng nhập. Màn hình máy tính biểu hiện, nhân số hội nghị là 22 người, chấp sự phân bộ Tùng Hải đến đây 2 phần 3. Hội nghị lần này là bộ phận chấp sự phân bộ Tùng Hải liên danh hướng trưởng lão hội xin tổ chức họp, hội nghị kiểu này, ở Tùng Hải hàng năm đều sẽ có vài lần. Bình thường đều là do trưởng lão chủ động tổ chức, nếu là xảy ra chuyện khó có thể quyết đoán, chấp sự cũng có thể trình xin, thỉnh cầu tổ chức hội nghị cỡ lớn. chương 230, chỉ sát cung liên lạc 3. Chủ đề hội nghị lần này là xử lý con em dòng chính hạ hầu gia cùng với bảng chấp sự lên án phó thanh dương ác y thương tổn đồng nghiệp, Phó Thanh Dương tố cáo bảng chấp sự bao che tội phạm, tham lam hủ bại không làm tròn trách nhiệm. Micro của mọi người đều bị cấm. Trưởng lão Teddy chủ trì hội nghị trầm giọng nói. Tôi chỉ cho các cậu 15 phút đồng hồ, sau 15 phút đồng hồ, tôi muốn một cái kết quả. Tầng cao nhất phân bộ Tùng Hải là 5 vị trưởng lão, hướng xuống là chấp sự các đại khu, sau đó là các đội lớn nhỏ. Thân là một trong năm vị trưởng lão quyền cao chức trọng, trưởng lão Teddy không để ý con cháu dòng chính một linh cảnh thế ra sống chết, không muốn ở trên chuyện này lãng phí thời gian hỏi. Bàng vô địch, cậu nói trước, trưởng lão đi mở micro cho bàng chấp sự. Trưởng lão, hạ hầu thiên nguyên ở khu trực thuộc của tôi đã thương người, tôi bắt hắn, hoàn toàn là dựa theo điều lệ làm việc. Phó Thanh Dương dẫn đội xông vào văn phòng của tôi, suýt nữa giết tôi. Dựa theo chế độ ngũ hành minh, giết hại đồng nghiệp, đáng chém. Bộ phận chấp sự lập tức phụ họa, yêu cầu nghiêm trị Phó Thanh Dương trưởng lão Teddy sau đó mở ra quyền hạn lên tiếng của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương, cậu có cái gì muốn nói? Điều tôi muốn nói, đều viết ở trong báo cáo rồi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, trưởng lão Teddy trầm giọng nói, cậu biết rõ Hạ Hầu Thiên Nguyên đã đầu thú, còn muốn cướp người, không để quy củ ngũ hành minh vào mắt, cái này là sự thật, tôi không nói sai chứ. Không có, giọng điệu Phó Thanh Dương lạnh nhạt, trưởng lão Teddy tắt micro của hắn, lại hỏi bằng chất sự. Bàng vô địch, cậu nói trước cho tôi biết, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu cậu quản lý đã thương người, vì sao lại phải tự động thú nhận án bắt cóc? Là bàng vô địch cậu hình tượng quá vĩ ngạn, khiến trong lòng hắn thuần phục. Bàng chấp sự trả lời, Hạ Hầu Thiên Nguyên tự biết phạm sai lầm, lúc này mới đầu thủ. Phó Thanh Dương bật cười một tiếng, giọng điệu trưởng lão Tết đi chuyển sang lạnh lùng. Hội nghị nội bộ, tôi cũng không nói lời thừa với các cậu, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở trước khi đầu thú, con tin đã được cứu ra, hắn đầu thú là vì tự bảo vệ mình, đây là phán đoán của tôi. Phó Thanh Dương tố cáo cậu tham ô nhận hối lộ, bao che tội phạm, bàng vô địch, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích. Không có việc này, bàng vô địch trầm giọng nói, cậu có qua được điều tra không? Trưởng lão Teddy hầm hừ nói, bàng vô địch không nói chuyện nữa, tần suất gõ chữ của chấp sự khác yên tĩnh hơn rất nhiều. Trưởng lão Teddy tiếp tục nói, đều đã có lỗi, liền đều đánh 50 roi, vụ án hắc vô thường còn cần điều tra, chuyện hai cậu tôi để sau này tính toán việc này bỏ qua đối với xử trí hạ hầu thiên nguyên tôi muốn nghe một chút ý kiến của các cậu lập tức có bảy tám chấp sự thỉnh cầu mở micro trường lão đối tượng hạ hầu thiên nguyên bắt cóc là người nhà thành viên chỉ sát cung mặc dù có sai nhưng không có ý thương tổn chỉ vì câu ra mục tiêu có thể xử nhẹ trường lão hạ hầu thiên nguyên dù sao cũng là dòng chính hạ hầu ra ở dưới tình huống chưa tạo thành ảnh hưởng trọng đại nên xử nhẹ phạt là cần thiết để hắn bồi thường người bị hại, đạt được thông cảm, giam giữ 10 ngày nửa tháng cũng được. Bắt cóc không thể thực hiện, nên phạt, nhốt nửa tháng đi. Trường lão Tết đi suy tư, Trường lão tuy có được quyền quyết sách, nhưng thật sự làm việc là chấp sự, lão phải cân nhắc tố cầu của các chấp sự. Mặt khác, mấy kẻ tự do ở ngoài trung tâm gia tộc kia của phó gia từng lén liên lạc lão, uyển chuyển biểu đạt ý tưởng xử lý hạ thấp bớt, nhẹ nhàng. Nhưng nửa tháng quá ít, không đủ để thuyết phục số đông. Trưởng lão Teddy thản nhiên nói, hạ hầu thiên nguyên vi phạm phép trị an, xúi dục bắt cóc, giam giữ hai tháng. Nhốt hai tháng, các chấp sự lấy bảng vô địch cầm đầu không kháng nghị nữa, tuy không phải kết quả mong muốn nhất, nhưng hai tháng cũng không sao, coi như là tu tâm dưỡng tính. Trưởng lão, tôi có chuyện muốn nói. Phó Thanh Dương gõ chữ đáp lại, trưởng lão Teddy mở micro cho hắn, cậu còn có 5 phút đồng hồ, hắn còn muốn làm gì, các chấp sự bọn bàng vô địch âm thầm nhíu mày. Phó Thanh Dương dây thanh vững vàng, không nhanh không chậm. Căn cứ điều tra của tôi, siêu tập được không ít tin tức phạm tội của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn ở tháng 2 năm nay, dựa vào thế lực gia tộc, cưỡng ép nhiều xí nghiệp địa phương tỉnh vùng Duyên Hải, cưỡng ép lấy giá thấp mua cổ phần công ty. Tháng 11 năm trước, cấu kết cùng lãnh đạo xí nghiệp quốc hữu của địa phương, xâm chiếm tài sản quốc hữu. Tháng 8 năm trước, gây ra 3 vụ án cưỡng gian, trong đó hai vụ bỏ tiền dẹp yên, một vụ khác người bị hại không muốn giải hòa, hắn liền phái thủ hạ giết người diệt khẩu. chương 231, gặp mặt đàm phán 1. Mặt khác, nhiều người tố cáo hắn âm thầm dùng lợi dụ dỗ linh giả hoang dã, đảm đương đả thủ cho hắn, thay hắn làm hoạt động không hợp pháp. Nuôi các cô bé chưa trưởng thành để đám bạn khốn kiếp trong giới tiêu khiển. Tôi nơi này có tư liệu, chứng cứ phạm tội chi tiết, cùng với bộ phận người bị hại dùng tên thật tố cáo. Trong phòng hội nghị một lúc lâu không có tiếng động, đám chấp sự bọn bàng vô địch trong lòng chợt lạnh, vừa kinh ngạc vừa giận dữ phó thanh dương sao làm được ở trong thời gian ngắn tra ra nhiều tin tức hơn nữa siêu tập chứng cứ như vậy một giây sau trong đầu bọn họ hiện lên đáp án hạ hầu ra trộm trong nhà tất nhiên là trộm trong nhà người ngoài không có khả năng nắm giữ tư liệu phạm tội chi tiết như thế của hạ hầu thiên nguyên hắn đã sớm muốn đối phó hạ hầu thiên nguyên đã sớm âm thầm liên lạc phe phái khác của hạ hầu ra siêu tập sẵn chứng cứ xong rồi tôi lát nữa sẽ gửi bản sao tư liệu cho ngài Phó Thanh Dương bổ sung, vừa dứt lời, các chấp sự từ đầu tới đuôi lặng lẽ nhao nhao lên tiếng, yêu cầu nghiêm trị hạ hầu thiên nguyên, giống như trước đó đã thương lượng sẵn. Trưởng lão Teddy trầm ngâm vài giây, cuối cùng hỏi, còn có ai muốn nói chuyện, chỉ có để hạ hầu chỉ tự mình ra mặt, trong lòng đám người bàng vô địch biết lần hội nghị này đại thế đã mất, lựa chọn im lặng. Tôi sẽ xác minh chứng cứ, ở trước đó, hạ hầu thiên nguyên do phó Thanh Dương cậu tới trông giữ trước. Tan họp, hội nghị đã kết thúc. Trong phòng, thu được tin nhắn của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh từ trên giường ngồi bật dậy, nghiêm túc đọc nội dung tin nhắn. Phó Thanh Dương nói ở trên tin tức, tư liệu phạm tội của Hạ Hầu Thiên Nguyên đã đệ trình, chưa cân nhắc mức hình phạt, nhưng không có mấy năm là không ra được. Nhưng Bách Phu trưởng mịt mờ đề cập, ông nội của Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu chỉ trước mắt đang ở Tùng Hải, tuy nói bị ngũ hành minh khống chế lại, nhưng lại là một quả bom hẹn giờ. Bảo Trương Nguyên Thanh gần đây chú ý an toàn, trước đừng đi sở cảnh sát khu Khang Dương đi làm chờ tin tức của hắn. Trừ hạ hầu trì, còn có một gã hạ hầu tân, con trai bị mình đưa vào ngục giam, hắn nếu là chó cùng rứt dậu trả thù, mình sẽ rất nguy hiểm. Phải liên lạc chỉ sát cung một phen, cho hạ hầu ra một đòn chí mạng. Trương Nguyên Thanh nghĩ, gọi điện cho Vương Thiên, nhận cuộc gọi là tình điên đại thánh, đưa ra câu trả lời là đợi một chút nữa. Cung chủ vào phó bản chưa về, bọn họ không liên hệ được. Cô nếu chết ở trong phó bản, vậy thì vui lắm đây. Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng, cắm đầu ngủ, lúc 4 giờ sáng, hắn bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Biểu hiện cuộc gọi tới là Vương Thiên, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, cơn mệt mỏi tiêu tan hết, lập tức nhận cuộc gọi. Giọng điệu Tình Niên Đại Thánh rất vui vẻ nói: "Cung chủ của bọn tôi đi ra rồi, cô ấy muốn gặp cậu." Gặp mình, câu trả lời này để khiến Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, hắn vốn tưởng Phương Thức chỉ sát cung chủ liên hệ hắn, là tiến hành một cuộc gọi trò chuyện mà cho dù là trò chuyện trương nguyên thanh cũng kiêng kỵ không thôi huống chi là gặp mặt người chỉ sát cung đều cực đoan cuồng cung chủ là thánh giả cảnh đỉnh phong chập mạch trong khi suy nghĩ xoay chuyển trương nguyên thanh thốt ra không cái này không hợp quy củ tôi cũng không muốn gặp mặt cung chủ các người giữ cảm giác khoảng cách đối với mọi người đều có lợi chập mạch là cái gì chính là một giây trước thích ca ca nhất một giây sau rút dao trẻ củi chém cái đầu chó của ca ca cùng nhau trôi giạt biển lớn Trương Nguyên Thanh tự nhận am hiểu xã giao, nhưng hắn không chơi nổi tính tiểu thư cùng chập mạch, theo bản năng không muốn tiếp xúc với loại người này. Tình niên đại thánh do dự một phen, nói, cung chủ nói, nếu cậu muốn biết bí mật của hạ hầu ra, nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Cô ấy sẽ không nói trong điện thoại, càng sẽ không dùng phương thức nhắn tin. Mặt khác, phải là một mình cậu đi, bí mật có liên quan với hạ hầu ra, hơn nữa muốn gặp mặt nói, nói rõ là phân lượng nhất định. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm không nói thấy nguyên thủy thiên tôn lâm vào trầm mặc tình niên đại thánh bổ sung nói cung chủ chúng tôi nghe nói sự thích của cậu rất thưởng thức cậu được kẻ chập mạch thưởng thức cũng không phải là chuyện tốt trương nguyên thanh lẩm bẩm trong lòng hắn cân nhắc một lát nói được khi nào địa điểm nào tình niên đại thánh nhẹ nhàng thở ra lập tức nói cung chủ nói địa điểm chọn ở quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu khang dương đây là đang hướng mình biểu đạt thiện ý trương nguyên thanh nói không thành vấn đề trước mắt hắn cần gấp lợi thế để kiểm chế hạ hầu ra, bỏ lỡ quá đáng tiếc. chương 232, gặp mặt đàm phán thai. Tuy lầm bẩm chỉ sát cung chủ là kẻ chập mạch, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng, từ trước mắt mà nói, chỉ sát cung là bạn không phải địch. Ở trên sự kiện vương thiên, hắn còn có ân với chỉ sát cung. Bốn rưỡi sáng, con đường trống trải lạnh lùng, ánh sáng đèn đường màu vàng ố, dọc theo đường trải mãi về phương xa. Tới gần văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, lấy màn hình làm gương, ở dưới đèn đường đánh giá dung mạo một lần. Ngũ quan bình thường, tỏ ra hơi khô khan, hắn đã dịch dung thành vương thái, vẫn là bộ dáng vương thái có cảm giác an toàn nha, dung mạo của mình quá mức anh tuấn, quá mức đáng chú ý. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, đi về phía văn phòng cảnh sát. Tiếng bước chân cộp cộp quanh quẩn ở con đường trống trải, 3 phút sau, hắn xa xa thấy quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát, cửa tiệm mở rộng, ánh đèn nhu hòa Trương Nguyên Thanh do dự một phen ở cửa tiệp, dứt khoát tiến vào cà phê quán. Trong quán trống trơn, không có lấy một cái. Người đâu, còn chưa tới, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng, tùy ý chọn một chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, liền nghe bên cạnh cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ như chuông bạc. Vương Thiên nói cậu bộ dạng không tệ, tôi cảm thấy rất bình thường, anh ta lừa tôi, trở về phải treo anh ta lên đánh. Lưng Trương Nguyên Thanh nháy mắt căng thẳng, lại chậm rãi thả lỏng, nghiêng đầu nhìn lại. Cách vị trí hai cái bàn, không biết khi nào, đã có một bóng hình xinh đẹp đỏ ao ngồi đó. Cô mặc váy cung đình hoa mỹ thời Hán, lấy đỏ thấm làm màu lót, vị trí ngực, làn váy, tay áo, lấy chỉ vàng thêu ra hoa văn đám mây, hoa văn rồng. Làn váy màu đỏ kéo dài dưới đất, ở chỗ cẳng chân xẻ tà. Cô lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, kiếng chân, không đi giày, chân trần như tuyết, mắt cá chân linh lung xinh đẹp đeo vòng chân màu vàng. Cô đeo mặt nạ màu bạc, đôi mắt đẹp linh động ở dưới mặt nạ đánh giá Trương Nguyên Thanh. Yêu dã, tùy ý, cao quý, đoan trang, chỉ một cái nhìn như vậy, Trương Nguyên Thanh ở trên người cô thấy được rất nhiều khí chất. Cái chân này còn rất đẹp, Trương Nguyên Thanh nhìn vài lần, không dám nhìn thêm, thử nói. Cung chủ, đôi mắt đẹp dưới mặt nạ cong lại, xem như đáp lại. Tôi đã nghe nói chuyện của cậu, cảm tạ cậu trợ giúp đối với chỉ sát cung, ở dưới tình huống không vi phạm đạo nghĩa, đủ khả năng, có thể đáp ứng một cái thỉnh cầu của cậu. Cô chống cằm, si ngốc cười, "Ba cái được không?" Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, "Đa tạ, nghe Tình Niên đại thánh nói, cung chủ hai ngày qua vào phó bản, cho nên chưa đối phó hạ hầu ra." Cung chủ váy đỏ khẽ gật đầu, "Tôi đã tấn thăng cảnh giới chúa tể." "Địch, chúa tể?" Trương Nguyên Thanh vội vàng hiến dâng thiện ý, nói, "Cần tôi hô một tiếng, cung chủ thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ không?" Váy đỏ cười khanh khách, "Tôi càng muốn lột ra mặt của cậu xuống, xem xem cậu bộ dáng thế nào." cô ấy nhìn ra mình dịch dung, lột ra mặt, quả nhiên là kẻ chập mạch, đặt ở lúc bình thường, hắn sẽ nói, đây là vinh hạnh của tôi. Nhưng bây giờ hắn không dám nói, sợ cô gái này thật sự ra tay. Trương Nguyên thanh nghiêm mặt nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên đã xong rồi, nhưng Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu chỉ vẫn còn, tôi có thể làm cái gì cho công chủ. Nói chuyện là một loại nghệ thuật, chỉ sát công chủ trầm ngâm vài giây, từ từ nói, cậu cùng tạ Linh Hy con bé đó đi lại gần, hẳn là biết thân phận của tôi nhỉ trương nguyên thanh gật gật đầu khóe miệng chỉ sát cung chủ nhếch lên a à, thì ra cô bé thật sự nói thân thế của tôi với người ngoài tôi phải mang con bé lột sạch treo lên đánh a à, thế này mình có phải không cẩn thận chơi xỏ tạ linh hy hay không trương nguyên thanh ngẩn ra hoàn toàn không dự đoán được đề tài sẽ rẽ đến nơi đây hắn có chút theo không kịp tiết tấu tư duy của vị cung chủ này thanh âm dễ nghe như chuông bạc của chỉ sát cung chủ tiếp tục nói 21 năm trước sở ra trong ba nhà nhạc sĩ gặp phải binh giám mục đánh lén, thành viên trung tâm bị diệt, chỉ có tộc nhân bình thường chạy thoát ra ngoài. Tôi lúc ấy còn nhỏ tuổi, chưa trở thành linh cảnh hành giả, ở dưới sự bảo vệ của tộc nhân, may mắn sống sót. Nguyên nhân sở ra năm đó bị diệt rất phức tạp, tôi liền không nói tỉ mỉ. Tôi bị tộc nhân đưa tới Tùng Hải định cư, sau khi trưởng thành, đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Tôi bắt đầu âm thầm điều tra chân tướng năm đó sở ra bị diệt, trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc tra ra một vài thứ, tôi phát hiện trong sự kiện năm đó, có một thế lực âm thầm chủ đạo tất cả cái này. Thế lực nào? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Cậu từng nghe nói hoa hồng đêm tối không? Hoa hồng đêm tối, trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, từng nghe nói. mươi 233, gặp mặt đàm phán ba. Mặt nạ màu bạc hạ diệu mục, hiện lên một tia kinh ngạc, chợt cười hẳn lên. Cậu biết quá nhiều, không giống người mới. Thiên tài luôn đặc thù. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng tán dương mình, nhưng không dám tùy tiện tiếp chuyện, nhớ đâu cô nói, tôi thích thiên tài, cho nên quyết định lột mặt cậu xuống. Chỉ sát cung chủ thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn về phía quầy thu ngân, thanh âm bình tĩnh nói. Hoa hồng đêm tối là tổ chức bí ẩn, người biết tới ít ỏi không có mấy, nhưng trải qua điều tra của tôi, phát hiện đối với các linh cảnh thế gia lớn, tổ chức chính phủ có sự thẩm thấu rất sâu. Rất nhiều kẻ ở chính phủ đang ở địa vị cao, sau lưng đều là người của hoa hồng đêm tối. Trong đó bao gồm hạ hầu chỉ một nhánh này, tôi có thể tra được, chỉ tới hạ hầu chỉ là rừng, hội tộc lão hạ hầu ra cùng hoa hồng đêm tối có liên quan hay không, thì không biết. Nghe đến đó, trong đầu trương nguyên thanh toát ra linh quang, rốt cuộc làm rõ tiền căn hậu quả, sâu chuỗi sự việc lại. Cô thiếu chút nữa giết chết hạ hầu thiên vấn, chính là vì điều tra hoa hồng đêm tối, mà hạ hầu chỉ ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải, ở mặt ngoài là báo thù cho cháu nội, thật ra là muốn giết cô diệt khẩu. Khó trách hạ hầu ra ở trên sự kiện chỉ sát cung, biểu hiện cường thế bá đạo như thế chỉ sát cung chủ ừm một tiếng rất thông minh đấy vậy cô vì sao không báo chuyện này cho ngũ hành minh tôi không tin chính phủ cô lắc đầu cậu làm sao biết đối tượng cậu tín nhiệm không phải người của hoa hồng đêm tối trừ phi có thể trực tiếp gặp mặt năm vị trưởng lão tùng hải nhưng tôi không tiếp xúc đến bọn họ hạ hầu chỉ không đáng lo tôi lại còn cần phòng bị hoa hồng đêm tối tham dự vào giết người diệt khẩu trương nguyên thanh trầm ngâm vài giây cô bây giờ nói cho tôi biết chuyện này là muốn thông qua tôi tố cáo lên bên trên." Chỉ sát cung chủ cười lên, "Cậu là người mới, trụ cột sạch sẽ, cho nên nói cho cậu tin tức, về phần cậu sau khi đạt được tin tức tính làm như thế nào, đó là việc của cậu. Tôi cũng không cần thông qua cậu diệt trừ Hạ Hầu ra, Hạ Hầu chỉ bây giờ, tôi có thể diệt trong nháy mắt." Trương Nguyên Thanh thử nói, "Cô biết Phó Thanh Dương không?" "Không quen." Con người dưới mặt nạ màu bạc nhìn tới, "Cậu muốn nói cho hắn tin tức này." Cô suy tư vài giây, nói, một nửa nhân viên phó ra đều ở nước ngoài, Phó Thanh Dương cũng là lớn lên ở nước ngoài. Cô tương đối tin tưởng Phó Thanh Dương, Trương Nguyên thanh gật gật đầu, tiếp theo thầm nghĩ, chỉ sát cung chủ cũng đang điều tra Hoa Hồng Đêm Tối, mà Hoa Hồng Đêm Tối cùng Hắc Vô Thường đang chuẩn bị kết nối. Nếu có thể phát triển vị cung chủ này trở thành người cung cấp thông tin, phải kế hoạch tìm kiếm Hắc Vô Thường, đạt được danh sách của mình sẽ càng thuận lợi. Cách mười mấy giây, hắn nói, tôi có một tình báo liên quan Hoa Hồng Đêm Tối cô có hứng thú không? Nghe vậy, chỉ sát cung chủ bỗng thẳng lưng lên, ngồi thẳng người. Cô có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Tình báo gì, không lâu trước đây, tôi tham dự vào sự kiện bao vây tiếu trừ cấp dưới của Hắc Vô Thường. Ừm, sự kiện Hắc Vô Thường cô biết chứ? Thấy cung chủ gật đầu, hắn tiếp tục nói tôi từ trong trí nhớ tên vô cổ sư kia cha ra, nguyên nhân Hắc Vô Thường ẩn núp ở Tùng Hải là chờ đợi thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối. Nói xong câu đó, hắn mơ hồ phát hiện chỉ sát cung chủ hít thở dồn dập một chút. Thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối muốn tới Tùng Hải, thanh âm của cô nghe không ra vui hay giận. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh rèn sắt khi còn nóng, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ sát cung chủ hít sâu một hơi, giọng điệu khôi phục bình tĩnh, được, tôi sẽ điều tra vô cổ sư linh năng hội, có tin tức sẽ thông báo cậu. Nếu cậu tra được manh mối hoa hồng đêm tối, thì liên hệ Vương Thiên. Rõ, Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Qua một lúc, chỉ sát cung chủ đánh vỡ sự yên lặng nếu không có chuyện khác hôm nay dừng ở đây trương nguyên thanh đứng dậy cáo từ hắn đi ra khỏi quán cà phê đi mấy bước nhịn không được quay đầu nhìn một lần cửa quán cà phê khóa chặt trong cửa sổ sát đất là một mảng tối đen rõ ràng không mở cửa làm ăn mọi thứ vừa rồi giống như đều là ảo giác loại tình huống này đặt ở trong linh dị chắc chắn là gặp quỷ rồi trương nguyên thanh lẩm bẩm một tiếng may mắn vị cung chủ này tuy tính cách có chút cổ quái nhưng không tiểu thư, điên cuồng như trong lời đồn. Ừm, hy vọng mình không đánh mặt, hắn tiếp tục bước đi, tỉ mỉ lặp lại một lần đối thoại vừa rồi. Thì ra Hạ Hầu chỉ một nhánh này, âm thầm cấu kết hoa hồng đêm tối, phe này có thể chơi chết cha con Hạ Hầu rồi. Còn có, bọn họ tất nhiên biết một ít tình báo, tổ chức thành viên vân vân của hoa hồng đêm tối. Chương 234, tạm có một cái kết một. Hắc Vô thường tránh ở Tùng Hải làm rùa đen rút đầu, khó có thể tìm kiếm nhưng nếu có thể từ hoa hồng đêm tối tuyến này mò mẫm, có lẽ có thể tìm được cửa đột phá. Mình phải báo cáo tin tức này cho Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh vẫn là tương đối tín nhiệm hắn, một mặt, ở trong sự kiện hoành hành vô kỵ, hắn đã biết hoa hồng đêm tối tồn tại, nếu Phó Thanh Dương là người của hoa hồng đêm tối, sẽ không giúp hắn ở trên sự kiện hạ hầu thiên nguyên. Nên rót thêm dầu vào lửa, giết chết cấp dưới biết hoa hồng đêm tối này. Một mặt khác, người lãnh đạo cao nhất hắn có thể tiếp xúc đến, chỉ có Phó Thanh Dương vị bách phu trưởng này, không có lựa chọn. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, hắn yên lặng lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho Phó Thanh Dương. Tuy nói bây giờ là 4 năm giờ sáng, nhưng tình báo quan trọng như thế, khẳng định cần ngay lập tức báo cáo cho cấp trên, chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng. Nói tới, tiến độ Phó Bách Phu trưởng tìm kiếm hắc vô thường kẹt đã lâu. Tít tít tít, tiếng chuông vang khoảng nửa phút, rốt cuộc nối máy, truyền đến thanh âm lạnh lùng vô tình của Phó Thanh Dương lúc này gọi điện cho tôi, là có chuyện gì quan trọng chứ? Cảm giác hắn đang cố nén cơn tức bị đánh thức, Trương Nguyên Thanh nói, Bách Phu Trưởng, tôi vừa mới đi gặp chỉ sát cung chủ. Phó Thanh Dương ngẩn ra, cô ta yêu cầu, đúng vậy, Trương Nguyên Thanh nói, cô ấy mời tôi gặp mặt, nói một số việc, về hạ hầu ra. Nói xong, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng vang rất nhỏ đối phương hất mạnh chân, ngồi dậy, tiếp theo là giọng điệu nghiêm túc của Phó Thanh Dương. Nguyên nhân cô ta suýt nữa giết chết hạ hầu thiên vấn, Quả nhiên, Phó Thanh Dương cũng phát hiện không tầm thường, cũng đúng, quan nhã có thể cảm giác ra, Phó Thanh Dương cũng là nghề nghiệp thám báo sẽ chỉ càng sâu sắc hơn. Trương Nguyên Thanh không lấp lửng, nói, chỉ sát cung chủ nói, một nhánh của hạ hầu trì, là thành viên hoa hồng đêm tối. Đầu kia điện thoại không có thanh âm, đại khái qua 5-6 giây, Phó Thanh Dương mở miệng nói chuyện, một lần này, thanh âm của hắn vô cùng ngưng trọng. Cậu xác định, Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống chỉ sát cung chủ nói, từ đầu tới cuối thuật lại cho Phó Thanh Dương. Cô ấy là nói như vậy, nhưng thật giả tôi không dám kết luận, bởi vậy gọi điện thoại báo cáo với ngài. Phó Thanh Dương chậm rãi nói, sau lưng sở ra bị diệt, quả thật có bóng dáng hoa hồng đêm tối. Năm đó trận náo động kia, mục tiêu của binh giám mục là một món đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp nhạc sĩ. Ở trong trận chiến đấu này, chính phủ phản ứng chậm một nhịp, có người quấy nhiễu tin tức truyền. Có thể làm được điều này, chỉ có người bên trong ngũ hành minh, nắm giữ quyền lực còn không thấp. Ở sau khi phát hiện hắc vô thường và hoa hồng đêm tối lén liên hệ, Phó Thanh Dương liền gọi điện hội tộc lão phó ra, tìm hiểu được bóng dáng của sự kiện năm đó. Sau khi sở ra bị diệt, ngũ hành minh đã chú ý tới hoa hồng đêm tối tồn tại, tiến hành một lần thanh tẩy bí ẩn đối với nội bộ. Nhưng việc này tổn hại thể diện của chính phủ, bởi vậy giữ kín không nói ra, cấm đoán thảo luận, 21 năm trôi qua, hành giả chính phủ một thế hệ mới, cơ bản không biết chuyện cũ này như vậy xem ra hoa hồng đêm tối chẳng những có liên lụy với hắc vô thường năm đó còn hợp sức với binh giám mục diệt sở ra trương nguyên thanh nhíu chặt lông mày tổ chức này mưu đồ không nhỏ đâu có thể thẩm thấu thành viên đến linh cảnh thế gia tổ chức chính phủ năng lượng của hoa hồng đêm tối có thể nghĩ mà biết có thực lực cường đại như vậy nhưng luôn nấp ở trong bóng tối thứ mưu đồ khẳng định khó có thể tưởng tượng phó thanh dương ừm một tiếng tán đồng ý kiến của cấp dưới trầm giọng nói chưa tôi Cậu còn nói cho ai? Tôi vừa nhận được tin tức, liền báo cáo cho Bách phu trưởng." Trương Nguyên Thanh trả lời. Phó Thanh Dương liền nói ngay, "Chuyện này không cho phép tiết lộ ra ngoài." Từ trong giọng nói của hắn phán đoán, tựa như cực kỳ hài lòng đối với Trương Nguyên Thanh trả lời. "Tôi rõ." Trương Nguyên Thanh lại hỏi, "Bách phu trưởng chuẩn bị xử trí Hạ Hầu chỉ một nhánh này như thế nào?" Phó Thanh Dương cười lạnh, "Nếu cậu là cao tầng Hoa Hồng đêm tối, sau khi biết được Hạ Hầu Thiên Nguyên vào tù, cậu sẽ làm như thế nào?" gắt gao chú ý, nếu có phiêu lưu bại lộ thân phận, liền nghĩ cách diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh suy tư, nói, tôi sẽ lấy tội nguy hại chị An, nắm hạ hầu thiên nguyên ở trong tay, sau đó thả dây câu dài bắt con cá lớn. Trước đó, sẽ không đả thảo kinh xà. Nói tới đây, trong giọng nói của bách phu trưởng không còn lạnh nhạt, ôn hòa nói. Cậu yên tâm, chỉ cần trong tay nắm bắt hạ hầu thiên nguyên, hạ hầu trì và hạ hầu tân đều không dám trả thù cậu. Chờ lúc tôi thu lưới, bọn họ cũng không có cơ hội trả thù cậu. Chương 235, tạm có một cái kết hai. Phù, Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, như vậy, việc hạ hầu ra, xem như tạm có một cái kết. Phó Thanh Dương nói, bây giờ không vội thu lưới, qua vài ngày nữa phải có cuộc kiểm tra sức khỏe lớn, tôi tính sàng chọn trước một vòng, xem xem phản ứng của hành giả chính phủ. Cuộc kiểm tra sức khỏe lớn, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nghĩ tới lời ma quân từng nói, mình không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Phó Thanh Dương giải thích, cuộc kiểm tra sức khỏe lớn là phúc lợi, cũng là giám sát của cao tầng đối với thành viên tổ chức, cái trước có thể kiểm tra, trị liệu vấn đề phương diện thân thể, cái sau có thể kiểm tra đo lường trạng thái tinh thần cùng tâm tính. Đối với kẻ xa ngã mà nói, đây là một tấm gương chiếu yêu, sẽ làm bọn họ không nấp được vào đâu. Người trong lòng có quỷ, sẽ lộ ra manh mối. Đừng đến lúc đó người hoa hồng đêm tối không điều tra ra, kết quả lôi ra được một tên truyền nhân ma quân, trong lòng trương nguyên thanh có một vạn chữ địch chạy vội qua ý nghĩ theo bản năng của hắn là lại cần mày ra sân rồi tiểu đậu bỉ nghĩ lại chút cuộc kiểm tra sức khỏe lớn thật sự có dễ tránh né như vậy để sau tìm quan nhã tìm hiểu một lần cuộc kiểm tra sức khỏe lớn trương nguyên thanh hỏi tiếp bách phu trưởng gần đây có phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra không phó thanh dương lắc đầu phó bản giết chóc cỡ lớn tập trung ở giữa năm và cuối năm gần đây sẽ không xuất hiện kỳ quái vậy chỉ sát cung chủ làm sao tấn thăng chúa tể. Cô ấy không cần thiết lừa mình nha. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, nói, bách phu trưởng, tôi không có vấn đề nữa. Trở về nghỉ ngơi đi, phó đại thiếu gia rất hiếm thấy biểu đạt thân thiết đối với cấp dưới. Sáng sớm hôm sau, biệt thự lớn, ba em gái tai thỏ bận rộn mang bữa sáng lên bàn ăn, Linh Quân ngáp vào ngồi, chào hỏi phó Thanh Dương đối diện. Chào buổi sáng nha, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của phó Thanh Dương, lại rời trở về, đánh giá hắn, cậu thoạt nhìn tâm tình không tệ. Khóe miệng phó thanh dương hơi nhếch lên, bởi vì tôi phát hiện, lấy đức thu phục người, so với tăng lương càng có thể làm người ta tin phục hơn. Sáng sớm tương tự, trong phòng tổng thống, nữ trợ lý đúng giờ rời giường, rửa mặt một phen, sau khi ăn mặc chỉnh tề, liền vặn mở cửa phòng ngủ chính, gọi đại tiểu thư dậy. Giác, nháy mắt khóa cửa vang ra, cô phát hiện mình giống như đánh vỡ vách ngăn nào đó, cơn gió vô hình nổi lên ở trong phòng. Theo cửa phòng mở ra, cảnh tượng phòng ngủ chính chiếu vào trong mắt. Đại tiểu thư nhà mình bị một sợi dây thường đỏ như ẩn như hiện treo ở dưới đèn treo thủy tinh, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót thiếu nữ, ngộ ngực số đo không lớn, thân thể mềm mại trắng nõn rất chói mắt. Giờ phút này, đang nước mắt lưng chồng nhìn nữ trợ lý vào phòng. Sắc mặt nữ trợ lý biến đổi hẳn, kinh hô một tiếng tiểu thư. Chạy vội lên, cởi bỏ sợi dây thường đỏ nhỏ như sợi tóc kia. Ai làm, ai làm, nữ trợ lý giận dữ. Tạ Linh ghi nước mắt lưng tròng, khóc nói cung chủ tỷ tỷ đã tới, nguyên thủy ca ca hại ta rồi, hu hu. Ở trong tiếng khóc kể đứt quãng của cô, nữ trợ lý đã nghe hiểu, lúc tảng sáng, chỉ sát cung chủ đã tới nơi này, tựa như bởi vì đại tiểu thư hướng người ngoài tiết lộ thân thế của cô, liền treo tiểu thư lên đánh một trận. Nữ trợ lý thầm nhủ, may mắn may mắn, chỉ là đánh một trận mà thôi. Vừa rồi nhìn thấy tiểu thư bị lột sạch, cô còn tưởng có tên trộm hái hoa lẻn vào khách sạn, cướp đi trinh tiết của tiểu thư một khi gia tộc trách hỏi cô là phải mổ bụng tạ tội khách sạn hảo âm nhạc vương thiên ở cao hướng xuống nhìn ba đồng bạn trầm giọng nói góc độ này nhìn mấy người rất không tệ ba đồng bạn ánh mắt thương hại vương thiên trầm mặc một phen thử nói cung chủ đã đi rồi mấy người có thể thả tôi xuống không đồng bạn ngẩng đầu nhìn hắn đều lắc đầu chúng tôi cảm thấy góc độ này nhìn cậu cũng rất không tệ trương nguyên thanh sau khi về nhà ngủ được một lát thẳng đến lúc bị tiếng đập cửa của bà ngoại đánh thức hắn xỏ giày đến phòng khách, thấy anh họ cùng dì trẻ uể oải, hai người trực đêm đã trở lại, ngồi ở bên bàn ăn kêu oai oái đòi ăn. Trần Nguyên Quân day day mi tâm, nhìn em họ uể oải, lắc đầu. Tối hôm qua lại thức đêm chơi game à, anh là muốn ngủ mà không thể ngủ, em là có thể ngủ lại không ngủ. Không, em cũng là muốn ngủ lại không thể ngủ, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, chính là thời điểm để ngủ mà. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, hắn đã là tinh linh đêm tối, lại bị ép hoạt động ở ban ngày. Dì trẻ ở bên nhân cơ hội cáo hắc chẳng, núng nịu nói, mẹ, cháu ngoại của mẹ tối hôm qua chơi game suốt đêm, mẹ mau tới đánh nó. chương 236, tạm có một cái kết ba. Cô gái thối, ta nào có chọc vào ngươi. Trương Nguyên Thanh Hô, mẹ, con gái mẹ nói đêm nay cùng nhau chơi game với con suốt đêm. Bà ngoại không quan tâm bọn họ, ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, để nó tự bò ở trong phòng. Việc hạ hầu ra tạm có một cái kết, tạm thời không cần phải quản nữa, nhưng cuộc kiểm tra sức khỏe lớn này làm trong lòng mình có chút hoảng. Mặt khác, nên bồi dưỡng tiểu đậu bỉ rồi, linh phó cùng cương thi là thủ đoạn khắc địch quan trọng của thần giả du giai đoạn sau, linh triện mình nắm giữ còn chưa thể luyện chế cương thi, trước tăng cường tiểu đậu bỉ một chút. Hắn cho rằng bồi dưỡng tiểu đậu bỉ rất cần thiết, một mặt là tăng lên trí lực của linh phó, một mặt khác tăng lên thực lực. Trước phó bản lần thứ ba, phương thức có thể tăng lên thực lực của hắn là có hạn, cắn nuốt linh thể đã rất khó tăng lên giá trị kinh nghiệm, mà vì thăng cấp đi săn giết nghề nghiệp tà ác hiển nhiên không thực tế. vậy chỉ có thể thông qua bồi dưỡng linh phó để tăng cường thực lực. ngắm mắt anh linh vòng quanh máy chơi game bỏ qua bỏ lại, trương nguyên thanh có chút khó xử. vấn đề là không có tài liệu luyện chế linh phó. đơn tuần lấy thái âm lực nuôi dưỡng linh thể, tốc độ trưởng thành của linh thể rất thông thả, hơn nữa phẩm chất sẽ không biến hóa. bởi vậy cần tài liệu, tài liệu nghề nghiệp khác nhau sẽ giao cho linh thể đặc tính khác nhau. Mà ý nghĩa của linh triệt chính là bóc ra linh tính trong tài liệu, thêm vào đến trên thân linh thể. Nhưng không phải bất cứ tài liệu nào cũng có thể dùng để luyện chế linh phó, có hai hạn chế, một là tài liệu thuần âm, hai là tài liệu phù hợp với linh thể. Thứ trước phân biệt không khó, thứ sau mà nói, chỉ có linh thể tự mình biết phù hợp hay không. Tiểu Đậu bỉ là chịu đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ ảnh hưởng, trở thành linh phó, theo lý thuyết, phương hướng về sau bồi dưỡng, khả năng thiên hướng nghề nghiệp này không biết thể chất tiểu đậu bỉ hợp với tài liệu gì, sẽ đạt được năng lực gì, nếu là loại hình tiềm lực vô hạn kia, vậy tương lai tiểu đậu bỉ hoàn toàn có thể thay cha xuất trinh. Vừa nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh không khỏi chờ mong hẳn lên. Nhưng vấn đề là, hắn không có tài liệu, cũng không biết nơi nào có tài liệu. Quả nhiên, vẫn là đi tìm quan nhã đi, cô ấy hiểu nhiều thứ. Sau khi trở thành hành giả chính phủ, Trương Nguyên Thanh tạo thành thói quen có việc quan nhã tỷ, vô sự lão ti cơ. Quan Nhã vẫn luôn đảm đương nhân vật cô giáo, dạy hắn viết báo cáo, phổ cập thường thức linh cảnh cho hắn vân vân. Tính tới trước mắt, trừ không muốn dạy hắn luyện tập mồi xổm sâu, cùng với triển lãm, sức chói gà, Quan Nhã vị cô giáo này vẫn là rất xứng chức. Hắn đeo khẩu trang cùng đội mũ lưới chai, lặng yên ra ngoài, đi taxi tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, vòng qua tòa nhà hành chính, đến tòa nhà thủy tinh hai tầng phía sau. Thực mắt đội trưởng ở nhà tu dưỡng, lầu 2 chỉ có Quan Nhã cùng Vương Thái. Trương Nguyên Thanh siêng năng chào hỏi Vương Thái, tiếp theo kéo qua ghế làm việc, ngồi ở bên người quan nhã. Quan nhã vừa thấy tư thế này, liền biết có việc, nghiêng người, hướng mặt về phía hắn, mỉm cười nói: rời ánh mắt chú ra khỏi ngực chị, nói đi, chuyện gì? Đều nói phụ nữ ngực bự không có đầu óc, em muốn biết, chị là làm như thế nào mà hai cái cùng có cả? Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu lão ti cơ thích làm lời dạo đầu. Chú làm sao biết cái này không phải giả chứ? Quan nhã rất có tinh thần tự dìm hàng hầm hừ nói. Vậy chị xong rồi, hả, tương lai chị sinh con, nó sẽ phẫn nộ nói, mẹ, trên đời còn có sữa yên tâm sao? Ha ha ha, quan nhã cười bộ ngực run rẩy thỏa mãn sở thích của lão ti cơ, Trương Nguyên Thanh cắt vào đề tài chính. Nghe nói qua vài ngày nữa có cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Em còn chưa từng tiếp xúc loại hoạt động này đâu, có những hạng mục gì. Xin đừng nói dây chuyền với em, chúng ta nói chính sự đấy. Hắn cho rằng, lấy vấn đề hành giả chính phủ có thể tồn tại, nếu đơn thuần lấy người tốt người xấu để phân chia, ít nhất hơn 50% nhân viên là có vấn đề. Quan Nhã nói, chia ra hai loại lớn, một là kiểm tra thân thể, hai là kiểm tra đo lường tinh thần. Thứ trước có thể kiểm tra ra bệnh tật thân thể, cùng với bị người ta khống chế hay không. Thứ sau phải phức tạp một chút, nếu chia nhỏ, đầu tiên là kiểm tra đo lường tinh thần bình thường hay không, có bệnh tật phương diện tinh thần hay không, một bước này là do đạo cụ đến hoàn thành. Tiếp theo là phát hiện nói dối, nội dung phát hiện nói dối không giống nhau, có đôi khi là hỏi giá trị đạo đức, giá trị thanh danh, có đôi khi là gọn gàng dứt khoát hỏi có phản bội tổ chức hay không. Cuối cùng là vấn đáp, do một vị binh hậu đẳng cấp cao ra đề mục, mặt đối mặt vấn đáp. Hắn sẽ căn cứ câu trả lời của em, tiến hành phân tích đối với em. chương 237, chợ đen 1, nếu phát hiện nói dối, mình hẳn là có thể thông qua, kiểm tra tinh thần quá nửa cũng không có vấn đề, đầu óc mình không có bệnh, thám báo cao cấp thì có chút đau đầu, không biết là chấp sự ra mặt, hay là trưởng lão ra mặt. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, em sau khi lên cấp, muốn siêu tập một ít tài liệu âm tính dùng để làm thí nghiệm, nhưng không biết thu hoạch tài liệu như thế nào. Quan Nhã không chút suy nghĩ, đưa ra đáp án. Hai con đường, một là hướng tổ chức đệ trình xin, từ trong tồn kho của tổ chức chọn lựa, căn cứ công huân cùng chức vị cao thấp, có thể hưởng thụ chiết khấu nhất định, cực kỳ có lời. Con đường thứ hai sao, đi chợ đen thu gặt thôi. Tùng Hải có mấy chợ đen, là do tổ chức dân gian cùng linh cảnh hành giả hoang dã tụ tập, hành giả chính phủ có đôi khi cũng sẽ đi. Phân bộ chúng ta cho phép chợ đen?" Trương Nguyên thanh hỏi, không cho phép, nhưng ngầm đồng ý chợ đen tồn tại. Thị trường thứ này, chỉ cần có giao dịch, nó liền nhất định sẽ xuất hiện, cấm không hết được, điển hình ví dụ chính là mua bán thuốc phiện, dân cư. Quan nhã nói, cho nên phân bộ ngầm đồng ý chợ đen tồn tại nhưng chỉ có thể do người có được bối cảnh chính phủ hoặc quan hệ nhất định đến mở chợ đen cố gắng để nó ở trong sự khống chế đội trưởng quyền vương khu khang dương chúng ta chính là người phụ trách chợ đen khu này trương nguyên thanh gật gật đầu cẩn thận suy nghĩ một phen quyết định đi chợ đen xem một chút từ trong tồn kho của phân bộ tìm tài liệu tuy có thể đạt được chiết khấu nhất định khá tiết kiệm tiền nhưng tài liệu rời kho sẽ bị đăng ký người biết hàng vừa thấy tài liệu hắn chọn liền biết hắn muốn luyện chế linh phó Trương Nguyên Thanh còn chưa muốn để người ta biết mình có linh phó, dù sao viên đình hỏi đối với hắn, mới trôi qua hơn 20 ngày. Em muốn đi chợ đen, vậy tan tầm chị dẫn chú đi, quan nhã nói, lão ti cơ thật tốt, Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại nghe quan nhã ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Đợi lát nữa, đội trưởng tạm quyền cùng một vị đồng nghiệp khác sẽ tới đây. Nhanh như vậy, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, đội trưởng không phải nói ngày mai sao. Quan nhã lườm nguyết, cười, bọn họ nghe nói sự tích chú không tiếc đắc tội hạ hầu ra, cũng muốn giải cứu con tin, rất thưởng thức chú, quyết định tới đây sớm. Trong đầu Trương Nguyên Thanh một lần nữa nhớ lại thân phận bối cảnh của hai đồng nghiệp, một hỏa sư cấp 3, con cháu dòng chính cao tầng nào đó của xích hỏa bang, một thủy quỷ thánh giả cảnh cấp 4. Người sau tuy không có bối cảnh, nhưng thánh giả cảnh đó, một khi công huân tích lũy lên, trở thành chấp sự là ván đã đóng thuyền. Thánh giả cảnh đó, tồn tại giết siêu phàm như giết chó. Hy vọng không phải hai đồng nghiệp khó có thể ở chung. Trương Nguyên Thanh đẩy hai chân, ngồi ghế làm việc, trở lại trước bàn làm việc của mình, ở trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, tìm tòi binh chủ giáo. Sau khi cẩn thận xem, hắn đối với tổ chức nghề nghiệp tà ác có một khái niệm tương đối rõ ràng. Ở trong thế lực tạo thành nghề nghiệp tà ác, có cái gọi là Ba hội hai giáo một tu la, cái gọi là Ba hội là chỉ ba phân hội lớn của linh năng hội do vô cổ sư tạo thành. Phân biệt là trung bộ phân hội, đông bộ phân hội Nam Bộ phân hội. Ba phân hội lớn có địa bàn của mình, rất ít lui tới, trong đó vị trí hội trưởng Đông Bộ phận hội để không đã lâu, phán quan mắt quỷ cùng cổ vương hai phó hội trưởng, cạnh tranh vị trí hội trưởng đã nhiều năm. Hai giáo, là chỉ hư vô giáo phái do huyễn thuật sư tạo thành, căn cứ địa vực phân chia làm Nam giáo cùng Bắc giáo. Một tu la, chính là chỉ binh chủ giáo do yêu mê hoặc tạo thành, thủ lĩnh binh chủ giáo gọi là tu la. Chỉ quan nhã, ba hội hai giáo một tu la, vì sao không phải một binh chủ, mà là một tu la trương nguyên thanh biểu đạt nghi hoặc của mình của lão ti cơ quan nhã nhanh nhẹn quay đầu chú đang xem thế lực nghề nghiệp tà ác trương nguyên thanh nói hắc vô thường không phải đông bộ phân hội của linh năng hội sao em tham dự hành động truy bắt liền muốn thuận thế điều tra tổ chức tà ác có những cái nào quan nhã gật gật đầu tiếp theo lộ ra một chút hoảng hốt lâm vào hồi ức tu la à ở lúc chị còn nhỏ mẹ chị đã thường xuyên dùng tu la của binh chủ giáo dọa chỉ sợ mà ở lúc mẹ chị còn nhỏ bà ngoại cũng thường xuyên dùng tu la hù dọa mẹ. Cơ thật, tu la là vũ khí sắc bén dọa trẻ con đời đời tương truyền của nhà chị. Trương Nguyên Thanh làm nhảm, hắn là tồn tại vô địch, tồn tại đáng sợ trong linh cảnh hành giả, tựa như diệt thế ma thần trong thần thoại truyền thuyết. Đáng sợ, vô địch, nhưng vô cùng xa xôi, đây là ấn tượng của chị đối với hắn. Quan Nhã nói, chương 238, trợ đen 2, năm vị minh chủ so với hắn, như thế nào? Trương Nguyên Thanh tò mò nói, Quan nhã ngẫm nghĩ, lắc đầu, chiến lược tầng cấp đó, chị làm sao tính ra, nhưng chỉ thanh danh mà nói, năm vị minh chủ xa xa không bằng Tu La. Mà từ cách nói, ba hội hai giáo một Tu La, này phỏng đoán, chị cho rằng năm vị minh chủ không bằng Tu La, ừm, đây chỉ là ý nghĩ của chị. Bên cạnh vương thái nói chen vào, nếu có video chiến đấu của mỗi người bọn họ, tôi có thể thông qua số liệu phân tích ra minh chủ cùng Tu La bên nào mạnh bên nào yếu video chiến đấu loại cấp bậc đó sao có khả năng tìm được. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, anh Vương Thái, không bằng anh phân tích một phen, em cùng chị quan nhã vật lộn, ai mạnh hơn. Vương Thái nghiêm túc nói, nếu không sử dụng đạo cụ, hai người như cậu cũng không phải đối thủ của cô ấy. Quan nhã lắc đầu, thật sự là một gã không thú vị, lúc này, cậu nên trả lời, cái này còn cần hỏi sao, từ trước tới giờ chỉ có trâu chết mệt, không có cầy hỏng ruộng. Vẫn là nguyên thủy thú vị, tới gần giữa trưa trương nguyên thanh nghe thấy lầu một truyền đến tiếng cười sang sảng a ah, ha 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 mọi người còn nhớ rõ tôi à chào mọi người chào mọi người về sau tôi sẽ thường xuyên đi làm có việc cứ tìm tôi tôi bảo kê mọi người giọng điệu tuy hào sảng nhưng thanh âm thanh thúy non nớt chỉ nghe trương nguyên thanh đã tưởng tượng ra hình tượng một cô gái nhỏ trống hông hào sảng cười to vài giây sau cầu thang bằng thép truyền đến tiếng bước chân trương nguyên thanh thò đầu nhìn lại đầu tiên nhìn thấy là một cô gái rất thấp đại khái lớp 8, ngũ quan rất tinh xảo, nhưng chưa hoàn toàn nảy nở, có một mái tóc dài trùm lên vai màu lửa đỏ. Cô chống hông, cất bước chân không để ai vào mắt, dầm rầm dầm đi lên. Ở phía sau cô gái nhỏ, là một người trung niên, mặc áo sơ mi trắng quần âu, đeo kính dâm, khí chất rất âm trầm, tóc lộn xộn, thoạt nhìn, có chút giống vương thái phiên bản hắc hóa. Vương thái à, đây là anh của anh à, trương nguyên thanh nhịn không được nghiêng đầu, liếc vị trí vương thái một cái vương thái cúi đầu làm việc không để ý tới động tĩnh bên người quan nhã mỉm cười đứng dậy nghênh đón hai đồng nghiệp trở về chào chị chị quan nhã em lại đã về rồi cô gái tóc đỏ nâng tay hào sảng chào hỏi ánh mắt cô đặt ở trên người trương nguyên thanh lớn tiếng nói anh ấy chính là đồng nghiệp mới tới sao nguyên thủy thiên tôn kia một mình một ngựa xông vào địch doanh cùng nanh vuốt của hạ hầu ra đại chiến ba ngày ba đêm a à, mình khi nào cùng nanh vuốt của hạ hầu ra đại chiến ba ngày ba đêm Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, quan nhã mở lòng bàn tay, hướng tới cô gái, giới thiệu cho Trương Nguyên Thanh. Khương Tinh Vệ, hỏa sư cấp 3, 14 tuổi, còn đang học cấp 2, ừm, em hẳn là có đang đi học nhỉ? Không học nữa, cha em nói, học hành lầm lỡ người ta, trường học dạy toàn là những thứ dám chó không kêu. Khương Tinh Vệ đi tới, kiếng mũi chân, vỗ mạnh bả vai Trương Nguyên Thanh, hào sảng cười to. A ha ha, quả nhiên tuấn tú lịch sự, về sau cứ đi theo em lăn lộn em thích người trẻ tuổi có chính nghĩa. Bả vai Trương Nguyên Thanh bị vỗ đau đớn một phen, đầu óc ong ong, hắn cảm giác vỗ bả vai mình không phải cô gái 14 tuổi, mà là lỗ trí thâm cao lớn vạm vỡ, một giây sau sẽ hai tay ôm quyền, nói một tiếng. Ca ca, thân xác cô gái, linh hồn lỗ trí thâm, lúc này, Khương Tinh vệ chú ý tới Vương Thái, chấn động. Ồ, anh cũng là mới tới sao? Vương Thái, anh không phải, chúng ta trước kia từng gặp. Khương Tinh vệ càng giật mình hơn, không có khả năng, vì sao em không có một chút ấn tượng nào đối với anh? Vương Thái, Trương Nguyên Thanh thấy một màn như vậy, không biết nên lẩm bẩm Vương Thái thiên phú dị bẩm, hay là lẩm bẩm Khương Tinh vệ dây thần kinh to. Quan Nhã tiếp tục giới thiệu, vị này là tiền bối đẳng viễn, thủy quỷ cấp 4, tạm thay vị trí đội trưởng. Trương Nguyên Thanh thu sức chú ý về, cung kính nói, đẳng viễn đội trưởng. Người đàn ông trung niên ánh mắt dại ra, vẻ mặt cũng dại ra, một bộ dáng khuyết thiếu nhiệt tình đối với cuộc sống, đẩy đẩy kính mắt trên mũi, Thanh âm trống rỗng nói, sửa đúng một chút. Thủy quỷ sau lần đầu tiên chuyển chức gọi là ôn thần. Hắn gật đầu với Trương Nguyên Thanh, không tệ, người trẻ tuổi luôn tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập chính nghĩa. Tôi rất thưởng thức cậu người trẻ tuổi như vậy, nhưng cũng phải nhắc nhở cậu, đây chỉ là một phần công việc, phải nhớ cái mọi lúc tính mạng của mình là quan trọng nhất. Mạo hiểm vì công việc là chuyện đáng buồn cỡ nào chứ. A, à, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cái này không giống với trong tưởng tượng của hắn vẽ cái bánh lớn tán dương như vỗ về gà trọi chương 239, chợ đen 3, Đăng Viễn tiếp tục nói, tôi hôm qua suốt đêm chế định điều lệ chế độ mới, ở trong lúc tôi tạm thay chức vị đội trưởng, mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ một bộ chế độ này, ai nếu vi phạm chế độ của tôi, nghiêm trị không tha. Nghe đến đó, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, thầm nhủ đây là quan mới nhận chức giao oai phủ đầu, trưởng quan mới tới muốn lập quy củ. Đội trưởng Đăng Viễn đẩy đẩy kính mắt trên mũi, thần thái tiêu cực, giọng điệu trống rỗng, nói. Điều thứ nhất, cấm đoán tăng ca. Điều thứ hai, cho phép nghỉ có lương. Điều thứ ba, cấm đoán đi làm quét thẻ chấm công. Điều thứ tư, xin nghỉ không cần trải qua tôi đồng ý. Điều thứ năm, nếu bất đắc dĩ nhất định phải tăng ca, tiền lương tăng ca tăng lên gấp 3. Điều thứ sáu, tuần nghỉ hai ngày đổi thành tuần nghỉ 3 ngày. Điều thứ bảy, miệng trương nguyên thanh từng chút một mở ra, vẻ mặt sướng sờ, đầu óc vang ong ong, quanh quần ý niệm lộn xộn. Đây thật là lãnh đạo trên đời còn có loại lãnh đạo này có thể mang đội trưởng thực sự vĩnh cửu điều chuyển hay không mặt trời lặn về phía tây xe thể thao màu lam lái vào bãi đỗ xe trong lòng đất một khách sạn chợ đen ngay tại tầng hầm thứ ba của khách sạn này trừ chợ đen quyền vương còn xây dựng đấu quyền trong lòng đất quan nhã đỗ xe mở cửa xe nói đến rồi cô khoác vào một cái áo gió dài che đi dáng người ngạo nhân giày cao gót cũng đổi thành giày chạy quan nhã giải thích linh cảnh hành giả hoạt động trong chợ đen tuy nói đều có hồ sơ, nhưng hành giả hoang dã dù sao tản mạn, kiệt ngạo, không trọng quy củ, mà cô xinh đẹp như thế, chim sa cá lặn như thế. Khẳng định sẽ bị kẻ háo sắc nhầm vào, dẫn tới phiền toái, cho nên cần mặc áo khoác. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô gái này dám thối như em họ của cô, chỉ là nhìn bờ mông tròn trịa cùng bộ ngực cao ngất ngạo nhân, cùng với khuôn mặt quyến rũ tinh xảo, cũng chỉ có thể nhấn nhịn việc cô chém gió. Ở dưới sự dẫn dắt của quan nhã, hai người tới trước một thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa một tráng hán khôi ngô cao lớn gác ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ánh mắt hung dữ đánh giá hai người đi tới quan nhã từ trong túi áo gió lấy ra một sấp tiền mặt đưa qua đây là vé vào cửa chợ đen mỗi người một vạn tráng hán nhận lấy ấn sáng cái nút đi xuống cửa thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa rộng mở quan nhã dẫn trương nguyên thanh tiến vào thang máy trong thang máy đi xuống quan nhã và trương nguyên thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai tinh một tiếng cửa thang máy mở rộng sen lẫn mùi mồ hôi mùi khói nặng nề theo sóng âm ồn ào ập vào mặt trương nguyên thanh phóng mắt nhìn không gian ngoài thang máy rộng lớn chỗ chợ đen này là do bãi đỗ xe trong lòng đất cải tiến phân chia làm hai khu vực lớn khu vực bên trái bày một lôi đài thật lớn hai người đàn ông cường tráng để trần thân trên đang vật lộn từng quyền đến thịt khán giả bên dưới ẩm ẩm ủng hộ bên ngoài là một ít quầy hàng bán rượu đồ ăn khu vực bên phải yên tĩnh hơn rất nhiều từng sạp hàng sắp xếp có trật tự người đi dạo chợ đen mua đồ không nhiều giải rác trương nguyên thanh ở trước sạp hàng nơi nào đó thấy được một gương mặt quen thuộc chị đại bạch long cô đang dẫn hai tiểu đệ đi dạo ở bên các sạp hàng bạch long trước kia là quyền bá trên lôi đài quan nhã cũng chú ý tới cô cười nói cô thích mua đồ xong đánh mấy trận đấu như vậy có thể kiếm lại tiền đã tiêu linh cảnh hành giả chịu giới hạn bởi giá trị đạo đức kiếm tiền không khó nhưng phất nhanh rất khó mà tài liệu đạo cụ trong linh cảnh đều là giá trên trời giá trên trời trương nguyên thanh bắt đầu lo lắng cho hầu bao của mình hai người đi thẳng về phía khu vực bên phải đồ vật bán ở sạp hàng rất tạp rất loạn lấy tài liệu tin tức cùng phương án vượt bản làm chủ cơ bản không nhìn thấy đạo cụ cho dù có cũng là một ít đạo cụ công năng tương đối gân gà bỏ thì tiếc mà ăn thì vô vị trương nguyên thanh dừng lại ở trước một chỗ quầy hàng chỉ vào một cái hũ đựng chất keo màu xanh lục hỏi đây là cái gì hắn cảm ứng được trong chất keo ẩn chứa âm khí cường đại chủ sạp nói, dịch cương thi, bao nhiêu tiền, năm vạn, mẹ kiếp, đắt như vậy. Trương Nguyên Thanh cả kinh, lại chỉ vào một khối tinh thạch đỏ đậm, nói đây lại là cái gì. Đá nổ sản xuất nhiều trong phó bản hỏa sư, vật phẩm tiêu hao. Chủ sạp nói, bao nhiêu tiền, chủ sạp liếc hắn một cái, hai cái mẹ kiếp, người con mẹ nó muốn ăn đòn à. Trương Nguyên Thanh, hắn đảo qua tài liệu phẩm loại đa dạng trên sạp hàng, trầm ngâm vài giây, yên lặng triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. Tài liệu gì phù hợp nhất, chỉ có bản thân Linh Phó biết. chương 240, điều chỉnh kế hoạch 1. Cùng với một ngụm thái âm lực phun ra, tiểu đậu bị ngã nhào ở dưới chân Trương Nguyên Thanh. Đôi tay ngắn nhỏ múc míp của nó chống mặt sàn, nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó ngoan ngoãn nắm hở ống quần chủ nhân. Ở trong loại hoàn cảnh xa lạ này, anh Linh theo bản năng sợ người lạ, theo bản năng ỉ lại chủ nhân. Bộ dạng ngu xuẩn nhát gan, không giống mình chút nào cả. Ai, bỏ đi, dù sao vẫn là trẻ con. Trương Nguyên Thanh hướng nó truyền đạt chỉ lệnh chọn đồ vật đoán tương lai, sau khi thu được mệnh lệnh của chủ nhân, tiểu đậu bỉ lúc này mới dùng đôi mắt đen nhánh chuyển hướng quầy hàng. Nó nghiêng đầu lo lắng do dự một lát, tò gan bò về phía sạp hàng, người người ở trước dịch cương thi, vẻ mặt chán ghét bỏ đi. Về phần đá nổ tài liệu phi âm tính này, tiểu đậu bỉ nhìn cũng không thèm nhìn. Tiểu đậu bỉ nhìn mỗi một loại tài liệu, Trương Nguyên Thanh liền hỏi một câu. Đây là cái gì? Đất máu của đất tụ âm bãi tha ma đây lại là cái gì cuống rốn quỷ anh cậu rốt cuộc mua hay không mua chứ không mua đồ tôi tới nơi này làm gì trương nguyên thanh thấy tiểu đậu bỉ đứng ở trước một cái la bàn hàng hải nhất thời hỏi đây lại là cái gì khối la bàn hàng hải này niên đại cực kỳ xa xưa lấy đồng thau làm vỏ ngoài vòng bảo hộ thủy tinh mơ hồ không rõ chỉnh thế to bằng bàn tay mặt đồng hồ có khắc tiếng anh cùng với phù văn vặn vẹo thoạt nhìn như là la bàn thời đại đại hàng hải đám hải tặc dùng cái này à, cái này lợi hại đấy. Tôi từ trong tay một hành giả nước ngoài đào được, nghe nói là mảnh vỡ đạo cụ, hơn nữa là mảnh vỡ đạo cụ đẳng cấp cao. Chủ sạp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mảnh vỡ, Trương Nguyên Thanh đánh giá là bàn trừ cũ kỹ, vẻ ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, tức giận nói, vỡ ở nơi nào. Cái này tôi cũng không biết, chủ sạp nhún nhún vai, tôi có thể kiểm tra không? Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống, mắt chủ sạp sáng lên, đương nhiên có thể trước đó vị khách này chỉ hỏi không xem rõ ràng là không có tâm tư mua mà bây giờ rõ ràng đã sinh ra hứng thú đối với la bàn hàng hải món đồ chơi này quả thật là từ trong tay hành giả nước ngoài đào được kẹt trong tay rất lâu rồi mãi chưa bán ra được trương nguyên thanh cầm lấy la bàn nắm ở lòng bàn tay đợi vài giây chưa hiện lên tin tức tương ứng nhưng thông qua tiếp xúc hắn cảm ứng được đây là một món vật phẩm thuần âm tài liệu cùng mảnh vỡ đạo cụ là không có tin tức chủ sạp vừa thấy Liên biết là một tay mơ, lúc này, quan nhã nói, là bàn là nghề nghiệp gì của nước ngoài. Chủ sạp nhớ lại một phen, hình như là nghề nghiệp, hư không, ở nước ngoài, nghề nghiệp này lại được xưng là, thương nhân, tôi cũng cảm thấy thương nhân càng phù hợp đặc tính nghề nghiệp này hơn. Hư không là tên nghề nghiệp linh cảnh cho, thương nhân là biệt hiệu các hành giả đặt cho. Hư không, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, bỗng nhớ tới giày khiêu vũ màu đỏ, hắn nhớ rõ u hướng Vinh từng nói giải khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ thuộc về nghề nghiệp hư không của nước ngoài. Tiểu đậu bỉ lựa chọn la bàn này, vậy nó sẽ không là giả, nhưng tiểu đậu bỉ sao có thể chọn một món đồ vật nghề nghiệp hư không? Nó không phải bị đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ ảnh hưởng, mới trở thành linh phó sao? Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy nghĩ, bao nhiêu tiền, quan nhã hỏi, một triệu, chủ sạp công phu sư tử ngoạm. Chúng tôi làm sao biết anh có phải tùy tiện cầm món đồng nát lừa gạt chúng tôi hay không? Quan nhã tính trả giá, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu trương nguyên thanh đừng nói chuyện giao cho cô mua hay không mua chủ sạp rất cứng nơi này còn nhiều tài liệu chúng ta có thể đổi một chỗ khác xem quan nhã hử lạnh tùy tiện chủ sạp nhún nhún vai quan nhã nhất thời nhíu mày nói thật cô không am hiểu trả giá thân là đại tiểu thư cô mua đồ chưa bao giờ cân nhắc giá chỉ cân nhắc có thích hay không chủ sạp trước mắt cứng rắn như thế cô nhất thời không biết nên mặc cả như thế nào lúc này Trương Nguyên Thanh đột nhiên đưa qua một tờ danh thiếp, nói. Ông anh, làm quen một chút, tôi tên Vương Thái, hành giả chính phủ đội 2 khu Khang Dương. Hành giả chính phủ, vẻ mặt chủ sạp nhất thời nghiêm túc, thu hồi tư thái tản mạn, hai tay tiếp nhận danh thiếp. Đừng khẩn trương, chỉ là kết giao người bạn, ông anh, mảnh vỡ đạo cụ này của anh bán có chút đắt nha. Vương huynh đệ, tiền nào của nấy thôi. Nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh lấy giá 100 000 mua la bàn hàng hải, bởi vì không muốn bị Bạch Long cùng quyền vương chú ý tới, hắn và Quan Nhã rời khỏi chợ đen. Trong thang máy, vẻ mặt Quan Nhã cổ quái, nói: "Chú rất am hiểu trả giá nha, em không biết trả giá, em chỉ biết kết giao bạn bè như thế nào." Trương Nguyên thanh nhún nhún vai, nói: "Đúng rồi, quay đầu em trả tiền cho chị." Chương 241: Điều chỉnh kế hoạch hai. Đáng nhắc tới, giao dịch ở chợ đen chia ra chip sao cùng tiền mặt hai loại phương thức. Thứ trước tương tự với sòng bạc dùng tiền mặt đổi chip, chờ giao dịch kết thúc, lại dùng chip đổi với thế lực mở chợ đen. Chọn dùng phương thức này, phần nhiều là tín nhiệm phía chủ sự, không tín nhiệm người mua. Tiền mặt giao dịch vừa vặn ngược lại, Trương Nguyên thành dùng là chip giao dịch, nhưng nạp tiền đổi chip là quan nhã, hắn lấy cớ mình không mang thẻ ngân hàng. Đi thôi, mời chị ăn cơm, em đã đặt sẵn nhà ăn. Chị quan nhã thích ngủ khách sạn nào, em thuận tiện cũng đặt một chút. Về trong nhà, thời gian là 10 rưỡi tối, bà ngoại cùng ông ngoại đã nghỉ ngơi, Giang Ngọc Nhĩ cũng chưa tới phòng hắn chơi game. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn, đăng nhập cơ sở dữ liệu tổ chức, tuần tra nghề nghiệp hư không. Nghề nghiệp hư không, nghề nghiệp này ở giai đoạn siêu phàm, am hiểu ăn cắp, tiềm hành, có được tốc độ đáng kiêu ngạo, không sở trường chiến đấu. Quyền hạn của hắn, có thể tra được chỉ có tin tức giai đoạn siêu phàm. Thoạt nhìn còn không tệ, tiểu đậu bỉ nếu có được tốc độ nhanh nhẹn, có thể cùng mình tạo thành liên minh thích khách. Ừm, La bàn chưa chắc là giai đoạn siêu phàm, nhớ đâu là giai đoạn thánh giả, vậy kiếm lãi to rồi, không biết thánh giả cảnh nghề nghiệp hư không có những năng lực nào. Trương Nguyên Thanh chờ mong một phen, hả, hắn bỗng ngẩn ra một phen, lẩm bẩm ăn cắp, trao đổi. Trương Nguyên Thanh đã biết vì sao tiểu đậu bỉ sẽ lựa chọn la bàn này, bởi vì kỹ năng của anh Linh là trao đổi, mà trao đổi cùng ăn cắp, có sự tương đồng trên trình độ nhất định. Nói đi cũng phải nói lại, vì sao kỹ năng của tiểu đậu bỉ trong nghề nghiệp nhạc sĩ có năng lực này trương nguyên thanh lập tức gọi cho vương thiên điện thoại rất nhanh kết nối thanh âm vương thiên cung kính ngài có gì phân phó từ khi trương nguyên thanh cứu ra vương thiên thái độ của vương thiên đối với hắn có sự chuyển biến thật lớn anh lúc trước cứu cháu trai anh đã hướng tổ chức xin đạo cụ gì vương thiên không biết hắn vì sao nhắc lại câu chuyện khó xử nói xin lỗi tôi không thể tiết lộ tin tức đạo cụ của tổ chức vậy tôi hỏi anh nghề nghiệp nhạc sĩ ở giai đoạn thánh giả thậm chí giai đoạn chúa tể, có ăn cắp, trao đổi, rời đi các loại năng lực hay không. Giai đoạn chúa tể tôi không biết, nhưng giai đoạn thánh giả cùng giai đoạn siêu phàm không có năng lực như vậy, Vương Thiên trả lời theo sự thật. Đa tả, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lông mày nhíu lại thật sâu. Tiểu đậu bị chịu đạo cụ nhạc sĩ ảnh hưởng trở thành linh phó, năng lực thức tỉnh lại không phải nghề nghiệp nhạc sĩ. Không phải nghề nghiệp nhạc sĩ, ngược lại ăn cắp như là nghề nghiệp hư không, kỳ quái. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng nhất định không có đáp án. Khách sạn, Hạ Hầu Tân đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặt không biểu cảm quan sát cảnh đêm phồn hoa, nghe điện thoại di động. Chờ người trong điện thoại nói xong, hắn trầm giọng nói. Cầu trưởng lão bên kia là thái độ gì? Cầu trưởng lão gần đây toàn bộ tinh lực đều đặt vào lùng bắt hắc vô thường, nhắm chừng sẽ tạm thời gác lại xử phạt thiên nguyên thiếu ra, nhưng tôi cho rằng, Hạ Hầu ra không cần thiết vận hành thao tác. Phó Thanh Dương đưa ra chứng cứ rất đầy đủ, sự tình lại ầm ý, nhiều hành giả chính phủ nhìn chằm chằm như vậy. Hạ hầu tân ừm một tiếng, không biểu cảm gì hỏi. Nghe nói ngũ hành minh muốn sớm tổng kiểm tra sức khỏe. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen, nói, tổng kiểm tra sức khỏe lần này khác với trước kia, cầu trưởng lão đã hướng bên trên xin hổ phù. Hạ hầu tân trầm giọng nói, các người có nắm chắc hay không? a à, trước mặt đạo cụ loại quy tắc, ai dám nói có nắm chắc? Thanh âm trong điện thoại cũng không vội vàng, cười nói tôi đã báo cáo chuyện này lên rồi không giải quyết được vấn đề nhưng có thể giải quyết người xảy ra vấn đề đúng rồi nguyên thủy thiên tôn kia hạ hầu ra các người tạm thời không nên động vào chờ sóng gió trôi qua rồi nói sau hạ hầu tân lạnh nhạt nói chờ giải quyết xong chỉ sát cung chủ chờ thủ lĩnh hoàn thành việc ở tùng hải tôi phải băm vòng thằng nhãi đó hắn giọng điệu càng lạnh nhạt lửa giận càng mãnh liệt hạ hầu tân không phải chưa từng gặp đối thủ nhưng đó đều là cùng cấp bậc bị con kiến nhỏ bé cắn cho tổn thất thê thảm nặng nề, vẫn là lần đầu. Chỉ sát cung chủ không nhảy nhót được bao lâu nữa, thủ lĩnh đang âm thầm tìm cô ta. Vậy thì tốt, 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh đang ngủ say tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, hắn rời khỏi phòng ngủ, tiến vào nhà bếp, bưng tới một cái bát. Lại từ ô vật phẩm lấy ra chày phục ma, cắt qua cổ tay, để máu tươi dầu lực thái âm chảy vào trong bát, rất nhanh, đã góp nhặt non nửa bát máu tươi. Chương 242, điều chỉnh kế hoạch 3 khắc vẽ linh triệt, phải dùng máu tươi thần dạ du, nếu không, trận pháp vẽ ra chỉ có bề ngoài, không có thần dị. 12 giờ đêm, khi âm khí nặng nhất, cũng là thời khắc lực thái âm trong cơ thể thần dạ du tràn đầy nhất. Ngón tay Trương Nguyên Thanh chấm máu, ở mặt sàn phòng ngủ vẽ lên từng phù văn vặn vẹo, những phù văn này có cái giống nòng nọc, có cái tròn, có cái tam giác, có cái tương tự phồn thể, chủng loại đa dạng. Nhưng khi tổ hợp cùng một chỗ, lại cho người ta cảm giác liền mạch một thể. Rất nhanh, mặt sàn phòng ngủ xuất hiện một trận pháp hình vòng tròn do phù văn vặn vẹo tạo thành. Khi Trương Nguyên Thanh vẽ xong một nét bút cuối cùng, trận pháp thành hình, từng phù văn khí tức quán thông, tản mát ra hào quang màu đỏ chói lòa. Thành công rồi, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mỏi mệt, nhìn trận pháp năng lượng dâng trào, vui sướng. Khác một cái linh toàn đại trận như vậy, đối với thần dạ du mà nói, là tiêu hao rất lớn. Cảm giác mệt nhọc tương đương trải qua một trận đại chiến. Không chỉ hoãn nữa, hắn lấy ra la bàn hàng hải cổ xưa đặt nó ở trung ương trận pháp tiếp theo phun ra một ngụm lực thái âm phun ra tiểu đậu bỉ đi vào trương nguyên thanh gửi đi chỉ lệnh cho nó tiểu đậu bỉ hoạt động tứ chi bò về phía trận pháp theo anh linh vào trận hào quang màu máu bắt đầu giao động như sóng nước tiếp theo hào quang màu máu nồng đậm co rút lại về phía trong trận bao bọc anh linh cùng la bàn cổ xưa thoải mái quá tiểu đậu bỉ truyền đạt cho chủ nhân cảm thuộc tương tự lúc này hào quang màu máu bao lấy la bàn rời khỏi đạo cụ này chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung trong hào quang màu máu có một luồng linh tính kỳ lạ chìm nổi trương nguyên thanh nhìn chằm chằm la bàn một lát cảm giác trong mảnh vỡ đạo cụ này tựa như thiếu chút gì nhưng lại không thể nói rõ hắn không nghĩ nhiều bởi vì lúc này mảng hào quang màu máu nổi lơ lửng kia đã lao vào thân thể tiểu đậu bỉ đau quá đau quá tiểu đậu bỉ truyền đạt cho chủ nhân cảm thụ đau đớn đắm chìm trong hào quang màu máu nó lăn lộn trên mặt đất khóc to, thừa nhận đau đớn tuổi này không nên có. Quá trình này kéo dài đại khái 10 phút, hào quang màu máu chậm rãi dung nhập trong cơ thể anh Linh. Tiểu đậu bị huệ hoài nằm úp sấp ở trên mặt đất, cái mông nhỏ vỉnh lên, bộ dáng như bị vắt cạn. Xong rồi, nó đạt được năng lực gì? Trương Nguyên thanh suốt ruột không chờ nổi lắng động lại tinh thần, ý thức tiến vào linh phó, rất nhanh, hắn nắm bắt, hiểu biết rõ ràng biến hóa của tiểu đậu bỉ. Loại biến hóa này có ba phương diện, một, kỹ năng ban đầu trao đổi của tiểu đậu bỉ, thời gian chuẩn bị ngắn lại, từ tiếp xúc 3 giây mới có thể trao đổi, biến thành 2 giây, mà thời gian trao đổi, từ 3 giây biến thành 5 giây. 2. Lực thái âm của tiểu đậu bỉ càng thêm hùng hậu, mang đến biến hóa là linh trí tăng lên, trở nên thông minh hơn, có thể bước đầu ảnh hưởng hiện thực, khuôn vác vật phẩm trọng lượng tương đối nhẹ. 3. Kỹ năng mới, tầm bảo. Nó có được thiên phú tìm kiếm bảo bối, có sự cảm ứng trời sinh đối với thứ có giá trị, có linh tính. Tầm bảo. Lực lượng siêu phàm ẩn chứa trong la bàn là tầm bảo. Ặc, à, khó trách hư không ở nước ngoài lại được gọi là thương nhân. Trương Nguyên Thanh cảm thấy vui sướng, tuy ngoài miệng nói thay cha ra trận, nhưng trong lòng Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng, tiểu đậu bỉ chỉ là một linh phó cấp thấp, cho dù đạt được kỹ năng giết địch, cũng là giai đoạn siêu phàm. Không có khả năng đạt tới cấp bậc thánh giả, mà ở giai đoạn siêu phàm, Trương Nguyên Thanh tự nhận xem như kẻ mạnh, cộng thêm nhiều đạo cụ, thật ra không thiếu thủ đoạn công phạt. Mà tầm bảo năng lực này tác dụng liền quá lớn, ví dụ như ở trong phó bản tìm bảo bối. Phó bản độ khó càng cao, nhắc nhở càng ít, cần linh cảnh hành giả tự đi thăm dò, năng lực tầm bảo của tiểu đậu bỉ tuyệt đối có thể tỏa sáng ở trong phó bản. Trương Nguyên thanh rời khỏi phòng, vài giây sau, mang theo rẻ lau quay về, lau khô vết máu trên mặt đất. Tiếp theo, thu hồi tiểu đậu bỉ nuôi dưỡng ở trong cơ thể, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi hắn giúp vào trong chăn. Trước khi tiến vào mộng đẹp, hắn theo thói quen chế định kế hoạch sửa sang lại suy nghĩ, cân nhắc mình một bước tiếp theo phải làm cái gì. Kế tiếp trọng tâm là lùng bắt hắc vô thường cùng ứng đối tổng kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe chủ yếu là nhằm vào kẻ xa ngã, mình lại không phải, vấn đề hẳn là không lớn. Hy vọng lần này kiểm tra sức khỏe, có thể lôi ra người của hoa hồng đêm tối, như vậy hành động lùng bắt hắc vô thường có thể tiếp tục. Mấy ngày nay, các nơi đều có nô bộc của phán quan mắt quỷ phát cuồng, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, may mà địa khu Tùng Hải hẳn là không có mấy nô bộc chịu chén thánh đọa lạc khống chế. Chương 243, mục tiêu của Hoa Hồng đêm tối 1. Suy nghĩ càng lúc càng chỉ đột, hắn rất nhanh tiến vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh bị một chàng tiếng ba ba đánh thức, mở mắt ra, thấy tiểu đậu bị ghé vào bên gối đầu, trên đầu đội một cái áo lót ren màu trắng, đang vẻ mặt tranh công nhìn hắn. Nội y nữ ở đâu ra vậy? Nội y, Trương Nguyên Thanh nháy mắt tỉnh táo, bật dậy, nhìn chăm chăm áo lót sen màu trắng nhìn một lát, vẻ mặt bắt đầu hoảng sợ. Đây là nội y của dì trẻ, mày, mày trộm nội y dì trẻ của tao làm chi? Trương Nguyên Thanh hạ giọng chất vấn, ba ba, tiểu đậu bị đầu đội áo lót, đôi mắt đen tròn nhìn hắn, đáy mắt có chút thần thái đắc ý, tựa như lại nói, mau khen con. Sau khi có sự tăng lên, biểu cảm của nó càng thêm sống động. Trương Nguyên Thanh nhìn áo lót của dì trẻ, lâm vào trầm ngâm. Nó vì sao sẽ cảm thấy áo lót của dì trẻ là bảo bối? là tầm bảo cái kỹ năng vớ vẩn này xảy ra vấn đề, hay là giáo dục của mình xảy ra vấn đề. Cái này có phải phế rồi hay không, mình cần luyện lại một cái hay không. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, bà ngoại ở ngoài cửa hô, nguyên tử, dậy. Cháu biết rồi, Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân nhét nội y của dì trẻ vào chăn. Trên bàn cơm, người một nhà ăn bữa sáng, Giang Ngọc Nhị hút một ngụm cháo, nhìn về phía mẹ, buồn bực nói. Mẹ, mẹ có nhìn thấy nội y con tắm thay ra hay không, bỏ trong giỏ trúc nhà vệ sinh. Không thấy, nhưng con tìm không thấy, mẹ giúp con tìm xem, con còn chưa giặt đâu. Biết rồi biết rồi, ăn cơm đừng nói những thứ này, suốt ngày ném đổ lung tung. Bà ngoại bực mình nói, Trương Nguyên Thanh chột giả cúi đầu húp cháo, hưởng ứng đội trưởng đằng viễn kêu gọi, Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình phải trốn làm nửa ngày, bằng không có lỗi lãnh đạo khai sáng như thế. Vừa vặn buổi sáng có một tiết chuyên ngành, đi học là chuyện phiền toái, với mình mà nói, đi học hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa, nhưng nếu trốn học quá nhiều, sẽ bị trường học đề nghị thôi học, ở nhà bên này không dễ giải thích. Trương Nguyên Thanh bỗng có chút hâm mộ người trưởng thành đi vào xã hội. Một tiết học vừa chấm dứt, hắn liền nhận được cuộc gọi của Phó Thanh Dương. Phó Bách Phu trưởng, Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ, cậu không ở đơn vị, giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Dương truyền đến, có chuyện gì sao, Trương Nguyên Thanh vừa nói, vừa đứng dậy rời khỏi phòng học đội ngũ vận chuyển hổ phù trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn gặp phục kích thương vong hơn phân nửa trưởng lão dẫn đội đi đuổi giết kẻ địch rồi thành viên còn lại không dám một mình hành động tính quay về đường cũ tổng kiểm tra sức khỏe phải chế lại trong thanh âm phó thanh dương lộ ra một tia nặng nề hổ phù cái gì hổ phù trương nguyên thanh chưa phản ứng lại phó thanh dương tiếp tục nói hổ phù là một món đạo cụ loại quy tắc nó có thể giúp chúng ta tìm ra thành viên tổ chức hoa hồng đêm tối ẩn núp ở phân bộ phó thanh dương nói thủ lĩnh hoa hồng đêm tối muốn tiếp xúc với hắc vô thường cần thành viên ngũ hành minh ẩn núp truyền tình báo lúc này tổng kiểm tra sức khỏe uy hiếp lớn nhất đối với hắn tôi hoài nghi là bọn hắn đang cản trở tổng kiểm tra sức khỏe giọng điệu trương nguyên thanh theo đó ngưng trọng vậy anh tính làm như thế nào nếu nhớ không lầm phó thanh dương vốn là tính trước thông qua tổng kiểm tra sức khỏe sàng chọn một đám gián điệp phó thanh dương lạnh nhạt nói điều chỉnh kế hoạch giết hạ hầu thiên nguyên do cậu tới hỏi linh hắn mặc dù có đạo cụ kiểm tra nói dối, nhưng phân biệt nói dối, cùng khiến mục tiêu nói thật ra là hai việc khác nhau. Ngài muốn ra tay với hạ hầu ra, Trương Nguyên Thanh chấn động, Ừm, tôi đã xin chỉ thị của trưởng lão, trưởng lão đồng ý rồi. Được, tôi lập tức tới. Vịnh phó ra, tiểu khu biệt thự ở vị trí vàng của khu Khang Dương, ở Tùng Hải, biệt thự vùng ngoại thành giá bình quân ở khoảng 90.000 tới 120.000, biệt thự nội thành. Trương Nguyên Thanh chưa từng tìm hiểu, nhưng hắn ở ngay khu Khang Dương, cho nên có nghe nói đối với vịnh phó ra tiếng tăm lừng lẫy, mấy năm trước, biệt thự đắt nhất nơi này, giá cao tới 350 triệu hơn 1.200 tỷ. Loại tiểu khu xa hoa cấp bậc này, xe taxi là không vào được, Trương Nguyên Thanh ở cửa tiểu khu xuống xe, yên lặng chờ đợi vài phút, thẳng đến lúc một chị gái khoác áo gió, mồm uốn éo, thướt tha đi đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị gái cười dịu dàng, là tôi, Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, phó bách phu trưởng bảo tôi tới tiếp cậu, Cô cười cười, chị gái này dáng người cao gầy, chân dài tất đen, trang điểm tinh xảo thanh nhã, là người đẹp xuất sắc. Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau cô, ở con đường tiểu khu rộng rãi đi hơn 10 phút, bọn họ dừng bước ở ngoài một tòa biệt thự lớn xa hoa. Chương 244, mục tiêu của hoa hồng đêm tối khai. Sau cánh cổng sắt nghệ thuật khắc hoa tinh xảo đẹp đẽ, là một khoảng sân lớn có thể xưng là lâm viên, thông qua cải tạo vận dụng đối với hoa cỏ cây cối, núi giả, ao hồ các cảnh vật, thông qua xây dựng kiến trúc cùng bố trí đường vòng cung các loại con đường, khiến hoàn cảnh sân nhà lịch sự tao nhã. Một tòa biệt thự ba tầng cao lớn, nằm giữa cảnh đẹp lâm viên vần quanh. Chật chật, không hổ là công tử ca nhà tư bản vạn ác. Trương Nguyên Thanh ghen tị cảm khái, so sánh, chính hắn một người dân bản xứ Tùng Hải ra cảnh giàu có, quả thực là nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo khố rách áo ôm. Chị gái từ trong túi áo gió lấy ra thẻ vào cổng, quét qua cổng sắt nghệ thuật, dẫn Trương Nguyên Thanh đi vào xuyên qua đường mòn trải đá cuội, xuyên qua vườn hoa trăm hoa đua sắc, Trương Nguyên Thanh thuận lợi tiến vào đại sảnh biệt thự. Chỉ thấy trong đại sảnh trải sàn đá cẩm thạch sáng bóng có thể soi gương, trong trang hoàng phong cách xa hoa lộ ra thanh lịch, đối diện cửa là cầu thang hai lối lên, ba em gái tai thỏ ở trong phòng khách quét dọn vệ sinh. Hả, em gái tai thỏ, Trương Nguyên Thanh sững sờ, nơi này vì sao sẽ có em gái tai thỏ? Lúc này, chị gái dẫn hắn vào biệt thự cởi áo gió, lộ ra đồng phục em gái tai thỏ màu đen khiêu gợi, gồm một đôi tai màu trắng đeo ở trên đầu, mỉm cười nói. Bách phu trưởng ở trên lầu chờ ngài, đi theo tôi. Trong giây lát, cô liền từ một ngựa tỷ đoan trang, chuyển biến thành em gái mặc đồng phục ngực bự mông cong, eo nhỏ chân dài. Tới lầu 2, em gái tai thỏ đưa hắn tới cửa thư phòng, dịu dàng nói. Bách phu trưởng ở bên trong chờ ngài, Dứt lời, liền lui xuống. Trương Nguyên Thanh giơ tay lên, gõ lên cửa phòng sách hai cánh. Tiến vào, bên trong truyền đến tiếng của Phó Thanh Dương cửa gỗ hai cánh không khóa trương nguyên thanh nhẹ nhàng đẩy ra cảnh vật trong phòng sách chiếu vào trong tầm nhìn so với nói là phòng sách không bằng nói là phòng tiếp khách thảm đỏ phủ kín phòng sách rộng rãi có sofa bằng gỗ đắt đỏ giá để đồ cổ giá sách trên tường treo bức tranh khôi giáp kiếm sắt kiểu dáng u tây kiếm cổ kiểu trung quốc phó thanh dương ngồi ở trước bàn đối diện cửa lớn sau lưng không phải giá sách mà là một bức tranh chân dung chính hắn quan nhã nói không sai quả thật dám thối Trương Nguyên Thanh đi qua thảm thật dài, dừng trước bàn, nói: "Bách Phu trưởng, ừm, Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu. Có một số người mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng cấm dục, sau lưng thế mà lại nuôi em gái tai thỏ. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, trong lòng lẩm bẩm. Phó Thanh Dương nói: Hạ hầu Thiên Nguyên nhốt ở tầng hầm ngầm, đợi lát nữa tôi dẫn cậu qua đó. Cứ như vậy giết hắn, thật sự không có vấn đề sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói: trước không nói những việc kia hắn làm. Riêng là cấu kết tổ chức bí ẩn, đã đủ giết hắn 100 lần. Chờ sau khi cậu hỏi Linh, tôi sẽ bắt Hạ Hầu Tân, xử tử theo luật, sau đó là Hạ Hầu Trì, nhưng hắn bị nhốt ở vườn bách thú của cậu trưởng lão, cần xin. Không thể không nói, vị bách phu trưởng Bạch hổ binh chúng này, quả thật sát phạt quyết đoán. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, lại yên lặng bổ sung, đáng tiếc là tên háo sắc. Khoảnh khắc nhìn thấy những em gái tai thỏ kia, Trương Nguyên Thanh tưởng tượng kịch tình, DNA cũng thiếu chút nữa kích động lúc này phó thanh dương nhíu mày cậu có ý kiến đối với tôi a à, trương nguyên thanh ngẩn ra liên tục lắc đầu không có không có bách phu trưởng anh minh thần võ cậu có không có cậu có che giấu gì đều là phí công cái này trương nguyên thanh thấy thế liền không giả bộ nữa mà nói thẳng thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới phó bách phu trưởng kim ốc tàng kiều không hổ là bách phu trưởng khẩu vị chính là xuất chúng không giống tôi chỉ thích chân dài mang tất chân đam mê đơn bạc khóe mắt Phó Thanh Dương run rẩy một phen, lặng lẽ vài giây giải thích. "Các cô ấy là người hầu trong biệt thự, chỉ phụ trách việc nhà cùng ăn uống." "A, à, chỉ phụ trách việc nhà cùng ăn uống? Em gái tai thỏ là dùng như vậy sao?" Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn, dọc theo cầu thang đi xuống, Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau Phó Thanh Dương, đi tới tầng hầm thứ hai. Quy cách tầng hầm thứ hai tương tự khách sạn, hai bên hành lang trải thảm đỏ, là những gian phòng giam. Hắn vì sao phải bố trí địa lao ở nhà? là sở thích cá nhân hay là sở thích của bạch hổ binh chúng. Trương Nguyên Thanh tò mò nhìn chung quanh, hệ thống thông gió vận chuyển tốt, khiến tầng hầm ngầm vẫn duy trì không khí thông thoáng. Phó Thanh Dương tới trước một cánh cửa sắt, quẹt xiêm, châm một điếu thuốc, xuyên thấu qua cửa hàng rào, nhìn phòng giam. Theo ánh mắt hắn, Trương Nguyên Thanh nhìn vào trong phòng. Chương 245, mục tiêu của hoa hồng đêm tối 3. Hạ Hầu Thiên Nguyên đeo gông xiềng sắt thép, trên cổ đeo gông gỗ, ngồi ở bên giường đơn khí sắc của hắn thoạt nhìn không tệ, nghĩ hẳn ở nơi này không thiếu ăn thiếu mặc. Cùng cùng gông gỗ hẳn đều là đạo cụ, bằng không không nhốt được một linh cảnh hành giả cấp 3. Trương Nguyên Thanh đánh giá hạ hầu thiên nguyên, sớm nghe thấy tiếng bước chân, hắn ánh mắt ác độc trừng lên nhìn hai kẻ thù ở cửa, cuối cùng đặt ở trên người Trương Nguyên Thanh, cười lạnh nói. Ô, tới thăm cha con à, cha sống tốt lắm, trở về sau ra ngoài, sẽ mang con đứa bất hiếu này lột ra rút gân. Hắn sau đó nhìn về phía phó Thanh Dương, hầm hư nói phó thanh dương mày có thể nhốt tao bao lâu bố mày là dòng chính hạ hầu gia những chứng cứ kia mày siêu tập nhiều nhất nhốt tao vài năm chờ tao tấn thăng thánh giả cảnh hạ hầu gia nhất định sẽ cứu tao ra ngoài cho dù ở trong nhà giam hắn cũng không hề sợ hãi hạ hầu thiên nguyên tiếp nhận việc gặp hạn nhưng lại như thế nào nhiều nhất bị nhốt vài năm mà nếu là hắn ở trong phó bản giết chóc cỡ lớn giữa năm hoặc cuối năm tấn thăng thánh giả gia tộc chắc chắn toàn lực vận hành thao tác đưa hắn ra ngoài Tuy phe phái khác của gia tộc hận chỉ mong hắn chết, nhưng mỗi khi trở thành thánh giả, tộc lão khẳng định sẽ bảo vệ hắn. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hạ hầu ra các người ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải, chỉ là vì báo thù cho hạ hầu thiên vấn. Hạ hầu thiên nguyên cười lạnh không nói, Trương Nguyên Thanh đảm nhiệm nhân vật đâm chọc, nói tôi cảm thấy có mưu đồ khác. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, ồ. Nói xem thế nào, Trương Nguyên Thanh nói, tôi cho rằng, chỉ sát cung chủ vô cùng có khả năng từ chỗ hạ hầu thiên vấn, đã đạt được bí mật nào đó, cho nên hạ hầu chỉ mới sẽ dẫn theo thế lực dòng chính tới Tùng Hải, đây là vì giết người diệt khẩu. Phó Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, vậy cậu cảm thấy, đây là bí mật thế nào? Trương Nguyên Thanh, ví dụ như, hạ hầu chỉ một nhánh này, âm thầm cấu kết hoa hồng đêm tối. Hạ hầu thiên nguyên nghe đến đó, con người kịch liệt co rút lại, kiêu ngạo cuồng vọng trên mặt, bị kinh ngạc cùng dại ra thay thế. Không, điều đó không có khả năng, bọn họ sao có khả năng biết. Trong lòng Hạ Hầu Thiên Nguyên nhấc lên sóng gió, tao không biết bọn mày đang nói cái gì. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhanh chóng vượt qua cảm xúc, lại là một tư thái nhàn nhã, như thế nào, muốn gán tội cho người khác. Hạ Hầu ra tao tuy không bằng phó ra, cũng không cho phó Thanh Dương mày không kiêng nể gì bôi đen hãm hại như vậy. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt san mét của đối phương, từ trong túi móc ra thẻ cửa, đưa cho Trương Nguyên Thanh. Tít tít, Trương Nguyên Thanh tiếp nhận đờ cửa quét mở khóa cửa cùng lúc hắn bước vào phòng giam đưa tay chộp một cái vào khoảng không móc ra một con dao dài 40 cm lấp lánh ánh sáng lạnh hạ hầu thiên nguyên biến sắc ánh mắt bồi hồi ở con dao cùng trên mặt trương nguyên thanh chấn động giận dữ nói mày mày muốn làm gì trương nguyên thanh nhếch miệng cười nói giết mày hỏi linh sắc mặt hạ hầu thiên nguyên cứng lại tiếp đó điên cuồng hẳn lên giống như con mèo sù lông giận dữ sống lên mày dám giết tao nguyên thủy thiên tôn mày dám giết tao tao là con cháu hạ hầu gia, cha tao là dòng giống của lão tổ tông, mày giết tao, hạ hầu gia sẽ không tha cho mày. Mày tính là cái gì, mày một tên hành giả ti tiện, làm sao dám giết tao. Trương Nguyên Thanh đi từng bước tới, sắc mặt hạ hầu thiên nguyên từ phẫn nộ đến sợ hãi, vội vàng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày đừng bị phó thanh dương lợi dụng, hắn là đang lợi dụng mày đó, mâu thuẫn của chúng ta không phải không thể điều hòa, mày đừng để bị lợi dụng. Tao cảm thấy, kẻ tâm thuật bất chính giống như mày, vẫn là chết rồi càng tốt hơn. Trương Nguyên Thanh đi đến phía sau hắn, một bàn tay nâng mặt lên, lộ ra cái cổ, một bàn tay khác cầm con dao, nhẹ nhàng cứ một cái lên động mạch cổ. Máu tươi trào ra như suối phun, nhuộm lên ở bức tường, mặt sàn màu đỏ thê lương. Đặc tính đổ máu của lưỡi dao khát máu tăng tốc hiệu quả này. Hạ hầu thiên nguyên cắm đầu ngã xuống đất, giấy chết một lát, chậm rãi không nhúc nhích nữa, trước khi chết, ánh mắt oán độc nhìn chầm chầm trương nguyên thanh. Thu hồi con dao, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng câu thông linh đang tiêu tán, đáy mắt dâng trào màu đen. Rất nhanh, linh tàn vỡ bị tụ tập lại, ở trên không ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, ánh mắt dại ra, nhưng sắc mặt hung dữ. Vẻ mặt có thể khống chế, nhưng linh thể có thể nghiêm túc phản ánh ra tính tình của một người. Hạ Hầu Thiên Nguyên chính là một kẻ bản tính hung bạo như thế. Trương Nguyên Thanh há mồm hút một cái, cắn nuốt linh thể này, trong nháy mắt, ký ức pha tạp mà hỗn loạn ùa vào thức hải. Chương 246, Diệt khẩu 1 những ký ức này tàn phá hỗn độn như đèn kéo quân hiện lên ở trong đầu. Trương Nguyên Thanh thấy được một ít tình huống quá khứ của Hạ Hầu Thiên Nguyên, người này lúc cấp 2 đã kéo bè kéo cánh, bắt nạt học sinh yếu đuối, cường bạo giáo viên tiếng Anh, cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của gia tộc Dẹp Yên sự kiện. Nhưng hắn không hối cải, lại liên tục cưỡng hiếp đối với mấy nữ bạn học, đến cấp 3, đã học được tiền tài mở đường, đùa bỡn giáo viên nữ cùng bạn học nữ, bắt nạt người nhỏ yếu. Sau khi thành niên, gây hại càng sâu, ức hiếp xí nghiệp, cấu kết lãnh đạo doanh nghiệp quốc gia, nuôi dưỡng linh cảnh hành giả hoang dã làm đả thủ. Từng ký ức nhanh chóng lướt qua, rốt cuộc, Trương Nguyên Thanh thấy được mấy ký ức hạ hầu thiên nguyên ấn tượng khắc sâu nhất. Trong phòng sách cửa sổ đóng chặt, ánh đèn sáng tỏ, bên bàn, hạ hầu tân sắc mặt nghiêm túc ngồi đó. Hắn nhìn con trai trước bàn, trầm giọng nói, hoa hồng đêm tối là một tổ chức khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, thế lực này trải rộng chính phủ cùng dân gian, một ngày nào đó, toàn bộ linh cảnh hành giả đều sẽ bạc bạc ở dưới chân nó. Bố, một tổ chức như vậy, hoàn toàn có thể chiếm địa bàn, trở thành tổ chức chính phủ, hoặc tổ chức tà ác mới, vì sao phải ẩn nấp đi chứ? Hạ Hầu Tân lặng lẽ một phen, nói con có biết vì sao ngũ hành minh cùng Thái Nhất Môn có thể trở thành tổ chức chính phủ không? Bởi vì hành giả trận doanh hợp pháp nhiều nhất, không, là vì năm vị minh chủ nắm giữ bí mật cuối cùng của linh cảnh, bao gồm thủ lĩnh các tổ chức tà ác trường thịnh không suy kia. Thiên nguyên à, hợp pháp cùng tà ác đối lập, nguyên nhân sau lưng so với còn tưởng tượng càng phức tạp hơn nữa. Điều hoa hồng đêm tối muốn làm là chúa tể linh cảnh. Hình ảnh tan vỡ, Trương Nguyên Thanh rời khỏi hỏi linh. Các minh chủ ngũ hành minh nắm giữ bí mật tối cao của linh cảnh. Thủ lĩnh tổ chức tà ác cũng như thế, Trương Nguyên Thanh chưa lập tức mở mắt, vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng bất động, suy nghĩ tin tức thu hoạch trong trí nhớ của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn đột nhiên nghĩ tới nội dung ma quân và thành viên hiệp hội Mỹ thần nói chuyện, Cô gái kia dụ ma quân đi gặp hội trưởng hiệp hội Mỹ thần, lợi thế chính là bí mật tối cao của Linh Cảnh. Nếu các minh chủ nắm giữ cái gọi là bí mật cuối cùng, vậy chính phủ nghiên cứu đối với Linh Cảnh thật ra rất thấu triệt, chỉ là nhân viên tầng dưới chót cùng trung tầng không có quyền hạn hiểu biết, cũng không biết Linh Cảnh hành giả cấp bậc trưởng lão có biết hay không. Ừm, Hạ Hầu Tân cũng có hiểu biết, các trưởng lão khẳng định cũng biết, nhưng hẳn là chưa nắm giữ. Hoa hồng đêm tối quả nhiên mưu đồ không nhỏ, thủ lĩnh tổ chức này cho dù không tới cấp bậc minh chủ, cũng kém không xa. Trương Nguyên Thanh mở mắt, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. "Thế nào?" Phó Thanh Dương hỏi, "Có trước thu hoạch?" Trương Nguyên Thanh báo cho hắn kết quả hỏi linh, Phó Thanh Dương nhíu mày không nói, khuôn mặt anh tuấn lập thể càng thêm giống như bức tượng điêu khắc. Trầm ngâm một phen, hắn chậm rãi gật đầu, Hạ Hầu chỉ ở trong con nối dõi lão tổ tông Hạ Hầu, không phải xuất sắc nhất, nhưng giá tâm của hắn lại không nhỏ. Trương Nguyên Thanh chưa lập tức nghe hiểu, vài giây sau phản ứng lại Phó Thanh Dương là đang phân tích nguyên nhân Hạ Hầu chỉ đầu nhập vào Hoa Hồng Đêm Tối. Hắn như dần dần coi mình thành người thông minh cùng cấp bậc, cho rằng đơn giản nói một lần, mình có thể nghe hiểu. Đây là chuyện tốt, nhưng như vậy sẽ rất mệt, Trương Nguyên Thanh nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên hiểu biết đối với Hoa Hồng Đêm Tối rất có hạn, hắn hẳn chỉ là thành viên ngoài biên chế. Trương Nguyên Thanh tìm cơ hội trả thù, một tầng ý tứ khác của câu này là nên đi xử lý Hạ Hầu Tân rồi. Phó Thanh Dương gật đầu, tôi đã triệu tập nhân thủ xuất phát luôn bây giờ, bắt hạ hầu tân. Hai người dọc theo cầu thang quay về lầu 1, đầu cầu thang, linh quân mặc quần đùi lửng, dép sỏ ngón, áo ngắn tay rộng thùng thình, tư thế lười biếng tựa vào trên tay vịn, cười tủm tìm nói. Từ chỗ hạ hầu thiên nguyên tra hỏi được tình báo gì rồi? Phó Thanh Dương bình thản nói, hắn không tiếp xúc đến tin tức cơ mật, nếu muốn tìm ra bộ phận thành viên hoa hồng đêm tối ẩn núp ở phân bộ, phải xuống tay từ hạ hầu tân.